đến từ tận thế Cố Minh Đường xuyên vào một quyển niên đại văn lý, thành trong sách Mỹ Cường Thảm Nam chính nguyên phối. Nguyên chủ phẩm Hạnh ác liệt còn ngược đãi hai oa nhi, vì ngăn cản Nam chính trở về thành, dĩ nhiên đem hai hài tử đông lạnh hủy dung. Cũng may nàng xuyên sách thời gian còn không tính muộn, nàng dùng trong không gian chữa trị thuốc chữa khỏi hai oa nhi đông lạnh tổn thương da thịt, tránh cho kế tiếp một loạt bi kịch phát sinh. Nàng trồng trọt nuôi con làm giàu, không cẩn thận, đi trong sách Nam chủ đường, thành nhà giàu nhất nữ đại lão. Hai đứa con của nàng một đứa ưu tú hơn một đứa. Một cái là đỉnh cấp khoa học kỹ thuật đại lão, một cái là nổi tiếng đại minh tinh. Lục Lương Châu mới từ căn cứ trở về phát hiện thê tử của mình hình như đã thay đổi thành một người khác. Ánh mắt vẫn đục trở nên trong suốt, cười rộ lên mặt mày cong cong, chỉ có điều, ánh mắt nhìn hắn nhạt đi. Quan trọng nhất là, hai đứa con vốn yêu ông nhất lén nói với vợ. Mẹ, chúng con là con của mẹ, mẹ đi đâu chúng con đi đó, người chúng con yêu nhất chính là mẹ. Lục Lương Châu có chút ủy khuất, nhìn thê tử, ôn nhu lưu luyến. Yêu em nhất, rõ ràng là anh. Hàn Á Nam sống lại, cô chờ Cố Minh Đường tìm đường chết, chờ hai tên xấu xa kia xui xẻo, cũng chờ Lục Lương Châu có thể quay đầu nhìn cô một cái. Đáng tiếc, mãi cho đến khi tóc bạc phơ, nàng cũng không thể đợi được ngày này. Xuyên thư Bắc Linh. Bị Mỹ Cường Thảm đại lão kiều sủng không đạn cửa sổ, xuyên thư Bắc Linh. Bị Mỹ Cường Thảm đại lão kiều sủng TXT toàn tập đao loạt, xuyên thư Bắc Linh. Bị Mỹ Cường Thảm đại lão kiều sủng. Chương 1. Xuyên thư. Bạn đang nghe tại Truyen.Audio. Chương 1 xuyên sách trầm ở trong bóng tối Cố Minh Đường cảm giác bả vai bị người nắm lấy, sau đó bên tai là tiếng chất vấn của người đàn ông. Thanh âm này mang theo thô bạo, gằn từng chữ, giống như tôi đã làm nguội băng. Cố Minh Đường, A Huy và Tuyết Nhiên đâu? Anh làm gì với dầu hỏa? Cố Minh Đường, đừng giả chết, đứng lên. Cố Minh Đường dùng hết toàn bộ sức lực, cuối cùng cũng mở mắt. Đập vào mắt là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, làn da sạch sẽ màu trắng lạnh, tóc đen hỗn độn rủ xuống trán, đôi môi mỏng mím chặt, lộ ra có chút sắc bén cùng lạnh bạc. Cố Minh Đường mờ mịt lại khiếp sợ, nàng thân ở tận thế, đã thật lâu không thấy được màu da bình thường của nhân loại, dưới thiên tai, nguồn nước khô kiệt, không rõ virus tàn sát bừa bãi, nhân loại không phải chết nóng chính là chết khát, hoặc là uống nước ô nhiễm biến thành tang thi xấu xí. Chẳng lẽ người này là tầng cao nhất của căn cứ, có loại nước sạch còn có thể tắm rửa? Nhưng lại tự hồ có chỗ nào không đúng. Nhìn nàng tỉnh lại, nam tử lạnh giọng hỏi, A Huy và Tuyết Nhiên đâu? Lại nghe thấy hai cái tên này, Cố Minh Đường vẫn trong trạng thái mờ mịt dứt khoát trả lời, không biết. Nam tử nhíu mày, ánh mắt hung ác nham hiểm lại nhìn kỹ. Tự hồ cảm thấy Cố Minh Đường trước mắt rất xa lạ. Bất quá, cũng chỉ chần chờ một chút, lập tức xoay người rời đi. Cố Minh Đường không kịp phản ứng, đầu óc giống như bị nổ tung, từng đợt ký ức không thuộc về cô như thủy triều vọt tới. Ước chừng có mấy phút, Cố Minh Đường mới thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt đều là không thể tin. Nàng vậy mà xuyên sách. Bối cảnh là thập niên 70 của thế kỷ trước, địa điểm hiện nay là đại đội lĩnh Tây. Thân phận của nàng là trong sách Mỹ Cường Thảm Nam chính Lục Lương Châu ác độc nguyên phối. Năm Lục Lương Châu 4 tuổi, mẹ kế Trương Trân mang theo anh kế Lục Viễn Kỳ 6 tuổi gả vào Lục Gia. Lục Lương Châu từ nhỏ kiệt ngạo bất tuân, quan hệ với phụ thân Lục Hoài rất lãnh đạm. Sau đó lên núi xuống nông thôn, Lục Gia có hai đứa con trai, dựa theo chính sách, phải có một đứa đi Bắc Hoang chen ngang, Lục Hoài vì thể hiện sự công chính của mình, tự mình báo tên con ruột lên. 16 tuổi Lục Lương Châu xuống nông thôn, Lục Viễn Kỳ thì ở lại bên cạnh Lục Hoài. Lục Hoài còn dặn dò con ruột xây dựng nông thôn thật tốt, không được làm nó mất mặt. Nhưng không nghĩ tới chính là, 2 năm sau, Lục Lương Châu lại bị một thôn nữ tính kế. Lục Lương Châu khi đó mới 18 tuổi, gặp phải chuyện như vậy, có chút lúng cuốn, gọi điện thoại đi xin giúp đỡ cha, nhưng cha Lục lại chăm chọc khiêu khích một trận, xong còn để cho ông vĩnh viễn ở lại nông thôn trồng trọt. Từ đó về sau, Lục Lương Châu trở nên lạnh lùng lại chán đời, cái kia A Thành nhà, cũng không trở về nữa. Sau đó bọn họ có một đôi long phượng thai, nam hài tên là Lục Huy, nữ hài tên là Lục Tuyết Nhiên, năm nay 4 tuổi. Tuy rằng bắt đầu không chịu nổi, vì hai hài tử, cuộc sống này cũng có thể trôi qua. Nhưng Lục Lương Châu vận khí không tốt, Tính toán nguyên thân của hắn chẳng những phẩm hạnh ác liệt, sau lưng còn thường xuyên ngược đãi hai đứa nhỏ. Năm ngoái khôi phục kỳ thi tốt nghiệp trung học, Lục Lương Châu thi đậu vào một trường đại học quốc phòng. Người trong thôn nghị luận sôi nổi, nguyên thân cảm thấy mình sẽ bị vứt bỏ. Ngẫu nhiên nghe nói người nhà trực hệ phạm sai lầm, sinh viên thi đậu loại đại học này sẽ bị đuổi học. Nguyên thân quyết định thừa dịp Lục Lương Châu đi công tác không có ở nhà, mang hai đứa nhỏ đến kho lương phóng hỏa. Vì thế, ngay hôm nay, nàng mang hai oa nhi lén lút đi kho lương. Hai đứa nhỏ dưới sự uy hiếp của mẹ ruột chui vào khe cửa kho lương thực, sau đó phát hiện mang theo dầu hỏa không đủ, nguyên thân liền về nhà lấy, kết quả dập đầu bất tỉnh, cũng giống như vừa rồi, Lục Lương Châu lay tỉnh nguyên thân té xỉu trên mặt đất, bất quá nguyên thân lại nói dối lừa gạt Lục Lương Châu đi. Nguyên thân biết lửa không phóng được, dứt khoát xé nát thư thông báo trúng tuyển. Khi Lục Lương Châu tìm được kho lương, cả hai đứa trẻ đều bị thương do giá rét. Bởi vì mức độ tổn thương do giá rét nghiêm trọng, đã không thể chữa khỏi, tâm lý hai đứa trẻ cũng dần dần vặn vẹo. Nam chính tuy rằng ngồi ông tài phú phú khả địch quốc, nhưng lại không thể để cho một đôi nhi nữ giống như người bình thường sinh hoạt. Lục Huy lớn lên hoàn toàn đen tối, trở thành nhân vật phản diện lớn nhất trong sách. Vẫn cùng phụ thân còn có nữ chính đối nghịch, tại đại viện chuyện cũ trong quyển sách này, đôi huynh muội này kết cục rất thảm. Về phần nàng cái này ác độc mẹ ruột, gặp chuyện không may đêm đó trốn vào núi rừng bị sói hoang xé nát. Coi như là ác hữu ác báo. Cho nên, Mỹ Cường, đó là người ta nam chủ trời sinh, thảm cũng là nàng cái này thôn cô cho tạo thành. Cố Minh Đường nói không nên lời tư vị gì, nói vui vẻ đi, nhưng dựa theo nội dung vở kịch trong sách, hai đứa trẻ bị vây ở kho lương hiện tại đã bị thương cống. Bi thống chưa nói tới, thời đại này quá tốt đẹp. Nhưng khởi đầu này thật sự không tốt. Nếu như không gian theo tới thì tốt rồi, tuy rằng chỉ có hơn 50 mét vuông, vật tư cũng không tính là nhiều, nhưng có mấy dạng dược tệ, trong đó thì có trị liệu bị zombie gặm cắn làm cho da thối rửa chữa trị cao. Cái này cũng có thể chữa tê cống. Tất cả suy nghĩ cũng chỉ là mấy hơi thở, động tác của Cố Minh Đường nhanh hơn đầu óc, cô đã cầm khăn quàng cổ chạy ra ngoài. Giành giật từng giây từng phút đi, chỉ cần có một tia hy vọng thì không thể buông tha. Nhưng trong nháy mắt đẩy cửa lớn ra, cũng không phải là sân rách nát mọc táo đỏ vừa rồi từ cửa sổ nhìn thấy, mà là một không gian nhỏ sương mù mờ mịt. Cố Minh Đường vui mừng lẫn lộn. Không gian nhỏ của cô thật sự theo sau. Nhưng tại sao lại là phương thức này, dĩ vãng đều là tâm niệm vừa động liền đi vào. Chẳng lẽ là cùng nàng xuyên qua, hồn tiến vào, cửa thẻ không gian. Lo lắng lại xảy ra biến cố, nàng động tác cực nhanh đem chữa trị cao bỏ vào túi áo, quả nhiên, một giây sau, nàng liền đứng ở trong sân. Bỗng nhiên quay đầu lại, vẫn là cánh cửa gỗ cũ nát kia. Không gian vừa xuất hiện đã biến mất. Nếu như không phải trong túi áo sửa chữa cao, nàng còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Cố Minh Đường không đi quản không gian nữa, hiện giờ cứu người quan trọng hơn, cô nhấc chân chạy về phía rừng dương ở phía bắc hàng rào. Có lẽ là xuyên qua nguyên nhân, nàng phát hiện, tốc độ cùng khí lực của mình cũng đồng dạng theo tới. Nàng dùng thời gian ngắn nhất đến cửa sau kho lương đại đội, nơi này lúc này rất là an tĩnh, nàng đem áo bông cùng mũ đứa nhỏ nguyên thân chôn ở trong đống tuyết lấy ra, run rẩy tuyết phía trên, sau đó, nàng chạy tới cửa nhỏ bên cạnh lỗ thông gió. Cửa kho lương thực nhỏ dùng xiềng xích khóa lại, bất quá lại có khe hở có thể cho tiểu hài tử đi qua. Cố Minh Đường liếc mắt một cái liền thấy Lục Huy đang gắt gao ôm Lục Tuyết Nhiên, bọn họ dựa sát vào bên cạnh bao tải đựng hạt giống, mặc quần áo mùa thu cũ kỹ, làn da đã đông lạnh có chút đỏ tía, thân thể đều đang run rẩy. Đứa bé 4 tuổi bị mẹ ruột nhốt ở chỗ này, không dám chạy không dám động, chỉ có thể sưởi ấm cho nhau. Hình như Lục Tuyết Nhiên đang hôn mê. Cho dù tận thế tàn khốc, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng khiến tim Cố Minh Đường rung lên. Cô ghé vào khe cửa hô. A Huy, mau đưa em gái ra đây, chúng ta về nhà. Lục Huy nhìn thấy Cố Minh Đường, ánh mắt lập tức sáng lên. Lục Huy nhìn mẹ ngoài cửa, ánh mắt mang theo chờ đợi, chờ mẹ đốt lửa, cậu liền mang theo em gái chạy, khi đó, tất cả mọi người sẽ đến cứu hỏa, mẹ nhất định sẽ bị bắt vào. Bố về nhà là có thể dẫn bọn họ đi, anh và em gái cũng sẽ không bị đánh mãi. Không châm lửa, chúng ta lập tức về nhà. Vì sao? Lục Huy dù sao cũng là trẻ con, lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng. Hết chương này. Chương 2. giống như đổi một người. Bạn đang nghe tại Truyen.Audio. Chương 2. Hình như thay đổi một người. Động tác Cố Minh Đường dừng lại, nghiêm túc nhìn Lục Huy, hỏi ngược lại, cậu hy vọng tôi châm lửa? Lục Huy trầm mặc, sự nhạy bén tự nhiên của đứa bé khiến cậu nhận ra người mẹ trước mắt này không thích hợp. Cô lại muốn làm gì nữa? Lúc này, ánh mắt Lục Huy khác với vẻ mềm mại đáng yêu vừa rồi, chẳng qua chỉ là đứa trẻ 4 tuổi, lạnh lùng và phòng bị trong ánh mắt, nhất thời khiến Cố Minh Đường nhớ tới mình ở tận thế. Thanh âm của cô bất giác dịu xuống, tội phóng hỏa phải xử phạt, sẽ liên lụy đến cha em không thể đọc sách và tương lai của các em. Lục Huy sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên rối rắm. Cố Minh Đường không rảnh bận tâm đến suy nghĩ nhỏ nhặt của Lục Huy, đầu tiên cô ném áo bông và mũ vào, sau đó nhìn thoáng qua khóa sắt, trực tiếp mở ra. Sau khi đi vào, trong ánh mắt ngây ngốc của Lục Huy nhéo cổ hắn một cái, Lục Huy nhất thời rơi vào trong bóng tối. Bởi vì có kem sửa chữa, cô cũng có động lực, cẩn thận mặc áo bông cho bọn họ, không trì hoãn nữa, khóa kỹ cửa như cũ, ôm hai đứa nhỏ, như một cơn gió chạy về phía nhà. Chỉ chốc lát sau, một con đường khác, chạy tới một đám người. Có Lục Lương Châu Chu đại đội trưởng, còn có cố mẫu Lâm Thục Lan cùng mùi mùi Cố Minh Lệ đi theo tìm hài tử. Trong đó còn có một người, là nữ tri thanh Hàn Á Nam. Hàn Á Nam vẫn không thể bình tĩnh, cô không nghĩ tới mình lại sống lại. Hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 1978, nếu nhớ không lầm, hôm nay hai đứa trẻ ở Lục Lương Châu bị Cố Minh Đường bỏ vào kho lương thực đông lạnh đến hủy dung. Chờ cô nghiệm chứng xong sự thật mình sống lại, liền từ Tri Thanh điểm chạy tới tìm Lục Lương Châu. Kiếp trước, Lương Châu ca vứt bỏ chính trị theo thương, không đến 10 năm thời gian, liền sáng lập ra một cái toàn cầu không người có thể chống lại thương nghiệp đế quốc. Anh Lương Châu hoàn toàn xứng đáng là thiên chi kiêu tử cùng đế vương thương nghiệp. Nhưng hai đứa con của hắn trời sinh là loại xấu, luôn cản trở, bọn họ di truyền gen ác liệt của Cố Minh Đường, cứu cũng vô dụng, còn không bằng chết cống, coi như là vì xã hội tương lai ngoại trừ hai hại. Cho nên, Hàn Á Nam đi theo phía sau một chút cũng không sốt ruột. Cố Minh Lệ không thích chị hai, nhưng cũng không thích Tri Thanh Hàn Á Nam, mặc dù chạy đến thở hồng hộc, nhưng cô vẫn nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại hỏi, Hàn Tri Thanh, anh chắc chắn nghe thấy trong kho lương có tiếng trẻ con khóc. Ta đương nhiên xác định, thanh âm còn rất quen thuộc, chính là A Huy và Tuyết Nhiên. Hàn Á Nam vô cùng chắc chắn. Sao bọn họ lại ở trong kho lương? Cố Minh Lệ nghi hoặc hỏi. Hàn Á Nam cười lạnh một tiếng, vì không cho anh Lương Châu lên đại học, chị hai cậu cái gì không làm được. Cố Minh Lệ á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ bừng, nhưng khi đại đội trưởng mở cửa kho lương, cô lập tức nhảy dựng lên, nổi giận đùng đùng nói, Hàn Tri Thanh, người đâu? Hàn Á Nam sững sờ tại chỗ. Kho lương thực trống rỗng không có một bóng người. Đúng vậy, người đâu? Trong đầu cô hò hét loạn, rõ ràng kiếp trước lúc này, Lục Huy cùng Tuyết Nhiên ngã ở cửa chính, đã bị đông lạnh hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt nàng lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Cố Minh Lệ hỏi Hàn Á Nam, Hàn Tri Thanh, đó là hai đứa trẻ chứ không phải hai con chuột, cậu còn tìm cái gì? Hàn Á Nam không biết sai chỗ nào, không thể không nói, mấy ngày hôm trước chị hai cậu có nói, vì không cho anh Lương Châu lên đại học, chị ấy muốn phóng hỏa kho lương thực. Chị ấy nhất định là để cho đứa nhỏ chui vào dội dầu trước, sau đó chị ấy phóng hỏa. Hàn Á Nam không hề chột dạ, bởi vì đây chính là chân tướng. Một chai dầu hỏa nhỏ được nhìn thấy bên cạnh bao tải, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Chu đại đội trưởng nóng nảy. Nơi này nói là kho lương, nhưng lương thực không nhiều lắm, đại bộ phận đều là hạt giống năm nay cày vụ xuân phải dùng đến. Này thật muốn đốt, trước không nói Cố Minh Đường như thế nào, hắn cái này đại đội trưởng cũng làm đến đâu. Anh hét lớn một tiếng với mấy xã viên đi theo, nhanh tìm theo. Lục Lương Châu vẻ mặt hung ác nham hiểm, cố gắng làm cho mình tỉnh táo, hắn xác định kho lương không có hài tử, nói ra, đại đội trưởng, ta đi đại đội bộ mượn một chút loa phát thanh. Lỡ như đứa nhỏ đến nhà ai chơi thì sao? Đi đi. Lục Lương Châu xoay người rời đi vẫn dừng bước, nhìn Hàn Á Nam, Á Nam, không có chứng cứ, đừng suy đoán lung tung. Anh Lương Châu, đây là sự thật, Cố Minh Đường muốn đốt kho lương. Hàn Á Nam ủy khuất hô to với bóng lưng Lục Lương Châu. Lâm Thục Lan vẫn không nói chuyện, sắc mặt tái nhợt, Hàn Tri Thanh, tuy rằng nhị cô nương nhà ta không phải là người tốt, nhưng ngươi cũng không thể nói bừa. Hàn Á Nam sắc mặt xanh mét, lần này không có phản bác, bởi vì mọi người cái gì cũng không tìm được. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đúng, đến nhà anh Lương Châu, Cố Minh Đường không chỉ muốn phóng hỏa, cô còn xé nát thư thông báo trúng tuyển của anh Lương Châu. Lúc này, Cố Minh Đường đã ôm hai đứa nhỏ dọc theo con đường nhỏ không người trở về nhà. Đầu tiên cô nhanh nhẹn lột sạch quần áo hai đứa trẻ, bắt đầu bôi kem chữa bệnh cho chúng. Chức năng chữa trị cao cường đại, sau khi bôi lên, liền nhanh chóng chữa trị da thịt bị tổn thương do giá rét. Chờ loa phát thanh của bộ phận lớn truyền đến âm thanh tìm người, Cố Minh Đường đã bôi hết chỗ cần bôi rồi, không nói đến vết thương do giá rét, dấu vết xanh tím mà hai đứa trẻ này bị nguyên chủ bóp ra cũng không còn. Nàng vươn ngón tay ấn ấn khuôn mặt tiểu cô nương, chỉ thấy lông mi Lục Tuyết Nhiên run rẩy, sau đó, Lục Tuyết Nhiên vẫn mê man mở mắt. Cô lại ấn ấn Lục Huy vẫn cau mày cũng tỉnh, vừa lúc nghe được tiếng loa phát thanh tìm anh và em gái. Lục Huy cực kỳ vui vẻ, ba ra ngoài hơn một tháng đã trở về. Hắn nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện mình chỉ mặc quần cộc nhỏ, nhưng cảm giác trên người ấm áp, hắn không kịp hiểu rõ, luống cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo, miệng nói, con muốn đi tìm ba, con cùng em gái ở nhà, không thể để ba sốt ruột. Bố là ông trời của Lục Huy, người tiểu A Huy sùng bái và đau lòng nhất đều là bố. Cố Minh Đường mặc quần áo cho Lục Tuyết Nhiên, người cũng xoay người xuống giường, con trông em gái trước, mẹ đi tìm ba con. Lục Huy nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên vui vẻ gọi, ba về rồi. Bất quá, như thế nào phía sau còn đi theo vài người. Vốn Lục Lương Châu ở phía sau, nhưng chân hắn chạy rất nhanh, là người đầu tiên vọt vào trong nhà, khi nhìn thấy một đôi nhi nữ ngồi ở mép giường gạch, một trái tim rốt cục rơi vào trong bụng. Tầm mắt âm trầm mà chán ghét rơi vào trên người Cố Minh Đường, Lục Lương Châu nhất thời ngẩn ra, rõ ràng vẫn là nữ nhân kia, thế nhưng, ánh mắt của nàng trong suốt sáng ngời, không có vẫn đục cùng lệ khí như ngày xưa, tuy rằng mặc áo bông mập mạp, lại tự có một phen khí tràn thanh lệ xuất trần. Cô quả thực giống như đổi thành một người khác. Sau đó sắc mặt Hàn Á Nam lại thay đổi, Lục Huy và Lục Tuyết Nhiên ngồi ở mép giường kháng tuy rằng ăn mặc cũ nát, người cũng vừa gầy vừa nhỏ, nhưng làm gì có bộ dáng bị thương do giá rét. Ngay khi nàng dùng sức nhớ lại kiếp trước, hai đứa nhỏ từ mép giường gạch nhảy xuống, nhào vào trong ngực Lục Lương Châu. Đừng nói hôn mê bất tỉnh, người nhìn hình như cũng tinh thần rất nhiều. Cố Minh Đường nhìn lướt qua mọi người, kinh dị hỏi, đây là làm sao vậy? Sách mới tuyên bố, bối cảnh trống rỗng, cầu bảo tử nhóm ủng hộ, chúc các ngươi mỗi ngày vui vẻ, hết chương này. Chương 3. Trong sách nữ chính. Bạn đang nghe tại Truyen.Audio. Chương 3. Nữ chính trong sách Hàn Á Nam rất nhanh trấn định lại, cô nhìn Lục Huy, dịu dàng hỏi, A Huy, mẹ cậu vừa rồi có phải dẫn cậu và em gái đến kho lương chuẩn bị phóng hỏa không? Cố Minh Đường cũng nhìn về phía cậu bé thông minh này. Không ngờ Lục Huy lắc đầu, ngây thơ nói, dì Hàn, mẹ cháu không phóng hỏa, dì không thể nói lung tung. Hàn Á Nam nghẹn họng, không hổ là người điên có thể nghiên cứu ra virus diệt thế, khi còn bé cũng không bình thường. Cô vốn định sau khi trở về thành phố A sẽ giúp bọn họ nhận được sự sủng ái của bác Lục. Nhưng hiện tại xem ra, bùn nhão không đỡ được tường, không cần thiết. Cố Minh Đường nhìn về phía cô gái đang nói chuyện, đây là nữ tri thanh Hàn Á Nam cũng đến từ thành phố A. Cũng là người phụ nữ trong cuốn sách này. Nhìn ánh mắt cùng lời nói của nàng, chứng minh nàng đã tái sinh. Cố Minh Đường châm chọc nói, họ Hàn, anh là cái thá gì, tôi là mẹ, mặc kệ mang con đi đâu, có quan hệ quái gì với anh. Hàn Á Nam không để Cố Minh Đường vào mắt, nhưng sắc mặt cũng bị trào phúng nhất thời đỏ lên. Lục Thẩm Tử oán giận nói, tuy nói ngươi là mẹ ruột, nhưng Lục Lương Châu tìm hài tử sắp điên rồi, ngươi như thế nào không lên tiếng đâu. Cố Minh Đường cân nhắc một phen, việc này phải lập tức giải quyết. Bởi vì nàng đích xác mang hài tử đi kho lương, cũng đông lạnh nửa ngày, nếu như không có cao chữa trị, lúc này hai hài tử, hẳn là trên đường đi bệnh viện. Hơn nữa, không thể trông cậy vào hai đứa nhỏ vì nàng mà nói dối. Cô nhìn về phía Chu đại đội trưởng sắc mặt không tốt, giọng nói xấu hổ, đại đội trưởng, mấy ngày hôm trước em có hỏi thăm chút chuyện với thầy Triệu. Có thể không cẩn thận bị Hàn Tri Thanh nghe được, điều này cũng không trách cô ấy, đều là lỗi của em không nên bị ma quỷ ám ảnh muốn làm chuyện xấu, sau khi đầu bị đụng một chút, em bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, làm như vậy là sai lầm, may mắn em chỉ là ngẫm lại mà thôi, dù vậy, em cũng phải thừa nhận sai lầm với thầy. Phòng bếp nhỏ nhất thời một mảnh tĩnh mịch. Mấy người đi theo đều khiếp sợ nhìn Cố Minh Đường giống như đã thay đổi thành một người khác. Đây là con dao mổ thịt nhị bách ngũ kia sao? Chu đại đội trưởng có chút bối rối. Lục Thẩm Tử buồn bực, cái này đụng một cái còn tốt hơn. Nhìn lời này nói, nàng cũng nhịn không được nói, ngươi cái gì đều không làm, thừa nhận cái gì sai lầm a? Lục Lương Châu trong lòng rùng mình, hai đứa nhỏ làn da bình thường, thanh âm vui sướng, không giống như là đông lạnh đến bộ dáng, nhưng nữ nhân này lại thật sự tính toán đi kho lương phóng hỏa, còn mang theo hai đứa nhỏ. Chu đại đội trưởng vội dặn dò, ngươi đã biết sai rồi, vậy lần sau không nên phạm nữa. Yên tâm, em sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nữa. Cố Minh Đường cam đoan. Hàn Á Nam nhìn chằm chằm Cố Minh Đường, vậy tôi hỏi cô một chuyện nữa, có phải thư thông báo trúng tuyển của anh Lương Châu bị cô xé rồi không? Không đợi Cố Minh Đường trả lời, cô nhìn Lục Huy, a Huy, thư thông báo trúng tuyển của ba cậu đâu? Lục Huy nghe nói như thế, buông lỏng tay lôi kéo ba ba, cọ cọ bò lên kháng, vểnh mông nhỏ chui vào trong tủ kháng, sau khi tu di, cậu xoay người, oa một tiếng khóc lớn lên, ba ba, thư thông báo đại học của ba không thấy, nhất định là mẹ xé nát, ô ô ô. Ánh mắt mọi người nhìn Cố Minh Đường trong nháy mắt lại thay đổi. Lâm Thục Lan dẫn đầu chất vấn, anh thật sự xé thư thông báo trúng tuyển Lương Châu? Cố Minh Đường bỏ tay vào túi, may mắn, mình tới không tính là quá muộn. Còn chưa kịp xé đâu. Hàn Á Nam gắt gao nhìn chằm chằm Cố Minh Đường, Cố Minh Đường, vì ngăn cản anh Lương Châu lên đại học, em xé thư thông báo trúng tuyển thì thôi đi, sao em lại? Câu tiếp theo không nói gì, đã bị Cố Minh Đường cắt đứt, giọng nói của cô rất lạnh, nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Á Nam, vừa rồi cậu nói tôi xé thư thông báo trúng tuyển của ai? Hàn Á Nam căn bản không sợ cô, rõ ràng, cô xé thư thông báo trúng tuyển Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng anh Lương Châu. Ngươi tận mắt nhìn thấy. Hàn Á Nam sửng sốt một chút, sau đó hỏi ngược lại, lời A Huy vừa nói cậu không nghe thấy sao? Cố Minh Đường, em hỏi lại anh, là tận mắt nhìn thấy sao? Lúc này Cố Minh Lệ muốn giúp đỡ chị hai. Hàn Tri Thanh, chị em hỏi anh, là tận mắt nhìn thấy sao? Giọng cô có chút tức giận, vừa rồi anh còn một mực chắc chắn A Huy và Tuyết Nhiên đang ở kho lương, kết quả thì sao? Lục Lương Châu nhíu mày, ngoài ý muốn bảo trì trầm mặc. Vì thế, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hàn Á Nam. Sắc mặt Hàn Á Nam đỏ bừng, đột nhiên có chút lông mao, nhưng tất cả mọi người đều nhìn cô khẽ cắn môi, tôi không tận mắt nhìn thấy, nhưng tôi phân tích không sai, bản tính Giang Sơn dễ đổi khó dời, cô khẳng định đã xé thư thông báo. Ngươi xác định? Ta xác định. Hàn Á Nam lạnh lùng nói, ngươi chẳng những xé nát còn ném vào trong bếp một mồi lửa. Cố Minh Đường cầm trong tay một phong thư giấy da trâu, giơ lên với mọi người, sau đó đột nhiên ngã vào mặt Hàn Á Nam, cậu phân tích cái rắm, mở to mắt chó của cậu nhìn cho kỹ, đây là cái gì? Hàn Á Nam không có phòng bị, sợ tới mức né tránh, phong thư phiêu phiêu rơi xuống mặt đất, bị Cố Minh Lệ nhặt lên, nhìn thoáng qua, đột nhiên hô to, đây là thư thông báo trúng tuyển đại học của anh rể. Lời còn chưa dứt, cô mở phong thư ra, rút ra một tờ giấy bên trong, nhìn lướt qua, liền đưa cho Lục Lương Châu, anh rể, anh xem. Phong bì và giấy rơi vào tay Lục Lương Châu. Hắn nhìn lướt qua, cũng không do dự, trầm giọng nói, không sai, là thư thông báo trúng tuyển của ta. Sắc mặt Hàn Á Nam trắng bệch, thân thể đều lắc lư, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nàng hô hấp đều không ổn, nhìn về phía Lục Lương Châu, ngươi không nhìn lầm. Lục Lương Châu trầm mặt trong chớp mắt, đưa phong thư cho cô. Tuy ngón tay Hàn Á Nam run rẩy, nhưng thư thông báo trúng tuyển này là thật. Cố Minh Đường châm biếm ra tiếng, Hàn Tri Thanh, cậu thật biết phân tích, còn mang theo một đám người đến kho lương tìm người, hưng sư động chúng, còn giật dây con tôi chỉ trích mẹ ruột tôi, tâm tư người văn hóa như cậu rất ác độc, đúng rồi, nếu cậu biết phân tích như vậy, vậy cậu phân tích xem con heo mẹ già ở trại nuôi heo đại đội kia, lần này sinh mấy con heo con đi. Lục Thẩm Tử phì cười một tiếng. Hàn Á Nam có chút xấu hổ vô cùng, trong đầu cũng là hò hét loạn. Cô ấy xoay người và chuẩn bị đi. Lại bị Cố Minh Đường giữ chặt, như cười như không, Hàn Tri Thanh, cậu không trải qua nghiệm chứng phân tích lung tung, vu khống tôi trước mặt nhiều người như vậy, cậu nói làm sao bây giờ? Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Sau khi nói xong, Cố Minh Đường còn nhìn thoáng qua Lục Lương Châu. Quyển sách này mặc dù có nữ chính, nhưng cũng không phải đại viên mãn, chờ sau khi Lục Tuyết Nhiên tự sát Lục Huy bị đánh gục, Lục Lương Châu mất hết can đảm, người cũng chẳng biết đi đâu. Nữ chính làm lại một lần, vẫn như cũ không thể gả cho Lục Lương Châu, nhưng là đứng ở bên cạnh hắn nữ nhân duy nhất. Cho nên mờ ám nhất định là có, liền xem Lục Lương Châu có dám ở trước mặt mọi người che chở nàng hay không. Hàn Á Nam trừng mắt nhìn Cố Minh Đường hai tay khoanh ngực. Người này vốn là vô lý quấy ba phần, bây giờ bắt được lý, há có thể tha cho nàng. Ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Lục Lương Châu. Lục Lương Châu trầm mặt trong chớp mắt, lại nói, Á Nam, người đích xác oan uổng nàng, xin lỗi. Hết chương này. Chương 4. Hắn là chân nộ. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 4. Hắn thật sự nổi giận. Cố Minh Đường có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn Lục Lương Châu không nhận ra cảm xúc. Nghe nói như thế Hàn Á Nam cũng không hận Lục Lương Châu, cô chỉ hận Cố Minh Đường, người phụ nữ xấu xa đã hủy hoại cả đời anh Lương Châu này. Nếu như không phải Cố Minh Đường, bác Lục sẽ không buông tha con ruột, ngược lại ra sức bồi dưỡng con riêng. Nếu như không phải Cố Minh Đường, anh Lương Châu cũng sẽ không bị con cái liên lụy cả đời đau khổ. Đều tại Cố Minh Đường, chính là cô làm hại. Nàng nhất định sẽ không buông tha nàng. Hàn Á Nam rốt cục cúi đầu, chịu đựng hận ý trong đáy lòng. Cố Minh Đường, không xứng đáng, tôi xin lỗi cô. Chu đại đội trưởng vội vàng hòa giải, đều là đồng chí cách mạng, không có thâm cừu đại hận, nói xin lỗi liền qua, mọi người cũng bận rộn đi thôi. Nhưng cũng không thiên vị ai, Hàn Tri Thanh, sau này không thể phân tích lung tung. Hàn Á Nam nhìn thoáng qua Cố Minh Đường khóe miệng mang theo ý cười, mấy người chen ra cửa, cũng không quay đầu lại rời đi. Lâm Thục Lan rốt cục hòa hoãn lại một hơi, trong đáy lòng niệm một câu A-di-đà Phật, cũng may, nghiệt chướng này không có đem chuyện làm tuyệt. Cô ôm Lục Huy và Lục Tuyết Nhiên lại gần, hỏi bọn họ có đến nhà bà ngoại ăn cơm hay không, mà bên kia Lục Lương Châu đang nói lời cảm ơn với Chu đại đội trưởng và Lục Thẩm Tử. Chu đại đội trưởng cười nói, cũng không phải người ngoài, sao phải khách khí như vậy. Lục Lương Châu tuy rằng đã sớm điều đi binh đoàn, nhưng rất có tình quê hương, hàng năm canh tác vụ xuân đều phái tới mấy cày ruộng, trong lòng hắn biết rõ. Lục Thẩm Tử vừa đi vừa nói, người này cũng là nhìn không chính xác, người nói Hàn Tri Thanh có nhiều văn hóa trầm ổn, hôm nay sao có thể căn cứ phân tích mà nói giống như thật, ta có thể tin được. Ta cũng tin. Vừa là kho lương vừa là thư thông báo, kết quả đúng là Hàn Tri Thanh chính mình mù quáng phân tích. Có thể phân tích như vậy, hẳn là đến đồn công an làm việc. Mọi người đi xa, âm thanh cũng dần dần đi xa. Lâm Thục Lan nhìn thoáng qua tường Bắc, nhà đầu chết tiệt đem lương thực đều bán, hiện tại giá gỗ phía trên ngô cùng đậu tương vẫn là nàng cho khiêng tới, bằng không liền dừng lại. Càng nghĩ càng phiền lòng, cũng không nhìn Cố Minh Đường, chỉ nói vài câu với Lục Lương Châu, Lâm Thục Lan mang theo Cố Minh Lệ rời đi. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại. Lục Lương Châu trầm mặt đứng tại chỗ, tầm mắt lại rơi trên người Cố Minh Đường. Muốn nói thay đổi, nhưng vẫn phải để ý không buông tha người. Nhưng muốn nói không thay đổi, nàng mỗi câu nói đều có lý có cứ, cả người đứng ở nơi đó, cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Hơn một tháng không gặp, một người có thể có biến hóa lớn như vậy. Giống như thay đổi một người khác. Trong lòng hắn lại hiện ra ý nghĩ này. Nhưng hắn tạm thời không rảnh bận tâm, hắn có chuyện khác muốn hỏi nàng. Nhưng lúc này, Lục Huy kéo Lục Tuyết Nhiên đứng ở trước mặt Cố Minh Đường. Lục Huy ngẩng đầu, một chút cũng không chân thành nói, mẹ, vừa rồi con không nên oan uổng mẹ, không xứng đáng. Lục Tuyết Nhiên lại lập tức trục trè, mẹ, anh trai oan uổng mẹ, anh ấy nói anh ấy tha thứ. Đây là lần đầu tiên Cố Minh Đường nghe thấy Lục Tuyết Nhiên nói chuyện, giọng sữa nhỏ đáng yêu, phát âm có chút không rõ, nhưng mỗi một chữ đều giống như dính kẹo bông gòn. Đôi mắt của tiểu nha đầu sáng ngời trong suốt, cho dù người mẹ này thường xuyên đánh cô mắng cô, cũng không ngăn được trái tim lưu luyến của cô. Có lẽ trẻ con đều như vậy, bọn họ so với người lớn càng dụng tâm dùng sức bảo vệ tình cảm với cha mẹ. Lục Tuyết Nhiên như vậy trong nháy mắt đánh tan trái tim cô. Sao có thể có một con búp bê nhỏ nói chuyện đáng yêu như vậy? Cố Minh Đường lập tức nhu hòa ánh mắt, sờ sờ đầu Lục Tuyết Nhiên, sau đó nhìn về phía Lục Huy, cũng không chân thành nói, em đã xin lỗi, anh tha thứ cho em đi. Mẹ dễ nói như vậy, Lục Huy còn sửng sốt một chút. Lục Lương Châu kéo hai đứa nhỏ qua, mặc quần áo tử tế đội mũ tử tế, khi nhìn thấy áo bông rách, áo mùa thu rách còn có giày bông rách vá rõ ràng không vừa chân thì gân xanh trên trán nhảy dựng, nhưng vẫn nhìn xuống, hắn ôn hòa nói, A Huy, cùng em gái đi sát vách yêu quốc gia chơi một lát, ba mẹ nói chút chuyện, lát nữa sẽ đi đón các con. Lục Huy biết ba muốn làm gì, ngoan ngoãn gật đầu, đáy lòng chờ đợi ba đuổi mẹ đi, sau đó dẫn bọn họ trở về thành phố. Nhưng hắn vẫn không yên tâm, ở cửa giữ chặt ba ba, nhỏ giọng khẩn cầu, ba ba, nếu mẹ không đồng ý chúng ta cùng ba trở về thành phố, con cùng muội muội sẽ không đi, ba ngàn vạn lần đừng cùng nàng cãi nhau, ba liền an tâm đi học, con cùng muội muội cam đoan nghe lời, không chọc nàng tức giận. Lục Lương Châu nghe vậy cúi đầu nhìn về phía khẩn cầu nhi tử của hắn, hắn biết nhi tử nói có ý gì, nữ nhân làm hắn chán ghét lại ghê tởm này, thường thường sau khi cùng hắn cãi nhau xong, đem tức giận trút lên người hài tử. Nhi tử đang cầu xin hắn không nên kích thích chọc giận tên điên kia. Trầm mặc trong chớp mắt, hắn nhắm mắt lại, tự hồ không muốn đối mặt với cuộc sống tuyệt vọng khiến người ta hít thở không thông này, thế nhưng, trong tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của con gái, góc áo của hắn bị con trai cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo, sau vài hơi thở, hắn nhận mệnh mở mắt, nhìn con trai, chậm rãi gật đầu. Lục Huy dẫn Lục Tuyết Nhiên đi sang phòng bên cạnh. Hai đứa nhỏ đi đường có chút chậm, không phải cố ý lề mề, là giày của bọn họ không theo chân, đi đường lề mề, cộng thêm áo bông rách trên người, thật giống như hai đứa trẻ xin cơm. Cố Minh Đường thấy vậy cũng không nhịn được mắng nguyên thân. Sau đó nhìn về phía Lục Lương Châu đang đi tới. Không hổ là nam chính, ở đại đội lĩnh Tây chỉ đợi một năm, chỉ dựa vào năng lực điều đi binh đoàn, chỉ 2 năm đã trở thành tổng kỹ thuật viên của cục cơ giới, cũng không biết cha Lục nghĩ như thế nào, cho dù là cô thôn nữ này không lên được mặt bàn, nhưng con trai là con ruột của anh, một chút cũng không quản. Chẳng lẽ đàn ông đều thích nuôi con cho người khác? Kỳ thật, Lục Lương Châu trở về thành phố A, cũng sẽ không thuận lợi, nhưng có một đống lớn chuyện buồn nôn đang chờ hắn. Bất quá, dù sao cũng là nam chính, hẳn là có chút hào quang đi. Lục Lương Châu nhìn xuống chán ghét cùng tức giận, lấy ra một cái ví tiền còn có sổ tiết kiệm đặt ở trên bàn kháng, sau đó mở rèm cửa ra, chỉ cái giá phía bắc bếp phòng, thanh âm bình tĩnh nói, ta rời đi không quá 1 tháng lẻ mấy ngày, 800 đồng trong sổ tiết kiệm chỉ còn lại 3 đồng, mấy trăm cân phiếu lương thực còn thừa lại không có mấy, gần hơn 1.000 cân lương thực chỉ còn lại có 1 túi ngô cùng nửa túi đậu tương. Nói xong lời này, hắn buông rèm cửa xuống, quan trọng nhất là, áo len của A Huy và Tuyết Nhiên đâu? Lục Lương Châu nhìn chằm chằm Cố Minh Đường, chán ghét cảm xúc lần nữa xông lên trong lòng, ngươi nên may mắn chính mình không có đúc hạ sai lầm lớn, nếu không, ta chắc chắn sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Hắn thật sự nổi giận. Ánh mắt đều hiện lên một tia sát ý. Bởi vì mang đứa nhỏ chuẩn bị đi kho lương phóng hỏa thật sự chạm đến giới hạn của hắn. Cố Minh Đường nhìn ví tiền và sổ tiết kiệm chỉ có 3 đồng trên bàn kháng, trong lòng chỉ có một câu MMP. Hơn 1 tháng này, nguyên thân đầu tiên là chạy tới huyện thành ăn uống lung tung, nhưng dù sao lúc này vật tư không phong phú, tiền trong tay sức mua vẫn là rất khả quan. Cô tông monkey, quần áo cô tông, giày cao gót, Martin sờ bút, hết chương này. Chương 5. Ta đồng ý. Bạn đang nghe tại Truyen.Audio. Chương 5. Tôi đồng ý. Cuộc sống như vậy không qua mấy ngày, nàng đã bị tỷ muội tốt Lý Tiểu Thúy dẫn đi các thôn chơi bài chính, chẳng những tự mình chơi, còn gọi đại ca Cố Khánh Sơn cùng đi. Nguyên thân chẳng những thua tiền mặt và tiền trong sổ tiết kiệm, còn bán lương thực, lại bán cả áo bông và giày đầu to Lục Lương Châu mua cho con. Không chỉ như thế, lại viết xuống 138 đồng giấy nợ. Nguyên thân xứng đáng với 2 chữ cực phẩm. Cô ấy sẽ giải thích sao? Nhưng đúng lúc này, Lục Lương Châu lạnh lùng hỏi, vẫn không đồng ý ly hôn sao? Cố Minh Đường không cần nghĩ ngợi, em đồng ý. Lục Lương Châu thoáng chốc ngây ngẩn cả người, trên mặt hắn thậm chí xuất hiện một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại một lời đáp ứng. Bên trong một mảnh tĩnh mịch. Cố Minh Đường nhìn Lục Lương Châu, kinh ngạc nói, còn muốn tôi lặp lại lần nữa không? Lục Lương Châu che giấu sự ngạc nhiên trong con ngươi, nhìn Cố Minh Đường mấy phút, cuối cùng mới phun ra một chữ, được. Nhưng sau đó lại nói tiếp, khi nào thì đi làm thủ tục? Cố Minh Đường, bất cứ lúc nào cũng có thể. Cố Minh Đường thống khoái như vậy ngược lại khiến Lục Lương Châu suy nghĩ sâu xa, hoặc là nói người thông minh chính là nghĩ nhiều, anh bắt đầu thăm dò, đứa nhỏ không thể cho em, anh muốn mang về thành phố A. Được, em đồng ý. Cố Minh Đường chỉ chần chừ một lát rồi đồng ý. Hôm nay là thứ Sáu, chúng ta đi làm thủ tục. Có thể nha, anh chờ em tìm hộ khẩu. Cố Minh Đường đi lục tủ, chờ tìm ra hộ khẩu chỉ có một mình cô, còn hỏi, có muốn đến chỗ đại đội trưởng mở thư giới thiệu không? Lần đầu tiên trong đời Lục Lương Châu không biết người phụ nữ này muốn làm gì, trầm mặc trong nháy mắt, anh bỏ đồ trong túi xách vào túi áo khoác quân đội, không cần. Hắn ngược lại muốn nhìn xem nữ nhân này trong hồ lô bán là thuốc gì. Phòng đăng ký kết hôn ở xã Hướng Dương. Lúc tới cửa chính, Cố Minh Đường cũng không có ý định đổi ý, Lục Lương Châu trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng không trì hoãn, người này phẩm hạnh ác liệt không xứng làm mẹ, đứa nhỏ rời khỏi cô, sẽ trưởng thành tốt hơn. Nhưng đến khi hai người bọn họ vào văn phòng, mới phát hiện nơi này quá náo nhiệt. Không phải kết hôn náo nhiệt, là ly hôn. Cái kia văn phòng có cái phụ nữ giơ lên mở ra cái nắp địch địch sợ bình đang khóc lóc. Ai dám cho làm thủ tục, ta lập tức uống thuốc, coi như các ngươi đoạt bình thuốc không chết được, ta cũng sẽ treo cổ ở công xã cửa lớn, các ngươi đừng không tin, ta Sở Hạnh Hoa nói được làm được. Dừng lại một chút, Sở Hạnh Hoa nhìn về phía đứng ở đối diện một cái vẻ mặt lạnh lùng nam nhân, lại khóc, họ Giang, ngươi cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lan, ngươi lúc trước cưới ta thời điểm như thế nào nói, hiện tại có thể trở về thành ngươi không muốn ta cùng hài tử, ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Có một đại tỷ nói. Sở Hạnh Hoa, đây là nhà nước, ngươi không thể càng quấy. Nhưng cô lại càng tức giận với Giang Thành, cô ấy không đồng ý ly hôn mà thái độ còn kịch liệt như vậy, anh tới làm gì, thật sự xảy ra án mạng thì làm sao bây giờ? Ai, từ khi có thể trở về thành phố, nơi này của cô so với chỗ đăng ký kết hôn còn náo nhiệt hơn. Đôi khi còn phải tăng ca. Mà Sở Hạnh Hoa cũng thấy được Cố Minh Đường, trong nháy mắt trừng to mắt, bộ dáng không thể tin làm cho Giang Thành rất hy vọng cô lập tức uống thuốc cũng quay đầu lại, vừa nhìn thấy hai người này, Giang Thành nhất thời cao hứng. Lục Lương Châu à, Lục Lương Châu cũng tới ly hôn, thật tốt quá, cái này có đồng minh rồi. Nhưng hắn không dám dính vào quan hệ. Tuy rằng đều là Tri Thanh, nhưng Tri Thanh người ta không giống hắn. Huống hồ, hắn biết Lục Lương Châu, nhưng Lục Lương Châu không biết hắn. Bất quá, chuyện của Lục Lương Châu và Cố Minh Đường, không có gì là không biết. Năm đó thật là chấn động. Anh thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Minh Đường, nhưng cũng sửng sốt một chút, cái này cũng. Bộ dạng quá đẹp đi. Một đám người, chỉ cần quay đầu lại, cam đoan người đầu tiên nhìn thấy chính là nàng. So sánh với bà nương vừa xấu vừa đen của mình, trong lòng thật sự là ghen tị. Sở Hạnh Hoa lúc này đang đứng ở trên bàn, bốn phía không có ai, đoán chừng là bị cô uy hiếp đi, cô vẫn giơ bình địch địch sợ, thanh âm đều khàn, lại hô với Cố Minh Đường, Cố Minh Đường, sao cô lại tới đây, có phải bị lừa tới hay không, tôi nói cho cô biết, không thể ly hôn, bọn họ dám ly hôn, hai người chúng ta cùng nhau uống địch địch sợ, bằng không liền cùng nhau treo cổ ở cửa chính công xã, không, liền treo cổ ở văn phòng này, nhìn xem bọn họ làm việc như thế nào. Cố Minh Đường vốn đứng sau đám người, mặc dù có ký ức, nhưng tất cả xung quanh vẫn khiến cô cảm thấy rất mới mẻ, đang nhìn trái nhìn phải, đã bị điểm danh, còn cùng chết. Ai chết cùng ngươi à, cho dù cuối cùng cũng có tận thế, đó cũng là mấy chục năm sau, thời đại tốt đẹp như vậy nàng không nỡ chết. Sở Hạnh Hoa, em có biết ba việc vui lớn của đàn ông trung niên là gì không? Cố Minh Đường không thể không mở miệng. Không biết như thế nào, cô vừa mở miệng, xung quanh lập tức yên tĩnh. Sở Hạnh Hoa cầm lấy bình, khó hiểu hỏi, là cái gì vậy? Thăng quan phát tài chết lão bà a. Gân xanh trên trán Lục Lương Châu nhảy dựng, không nói hai lời kéo ống tay áo Cố Minh Đường xoay người rời đi. Cố Minh Đường không dám giãy giụa, bởi vì áo bông của cô là cũ, áo bông mới bảo cô bán đi, áo bông này rất hỏng, cũng đừng kéo xuống, cô cũng theo đó mà đi. Dù sao ở lại cũng không có ý nghĩa. Bởi vì Triệu phó xã trưởng tới, nói hôm nay không làm việc, thứ hai tuần sau lại đến. Giang Thành nghiến răng nghiến lợi, Cố Minh Đường chết tiệt, nhất định muốn nói lời kia làm gì, hắn một chút cũng không sợ Sở Hạnh Hoa chết, thậm chí ước gì cô đi tìm chết. Chết thật tốt, ngay cả thủ tục ly hôn cũng không cần làm. Không chừng còn có thể lừa chút tiền. Ánh mắt Giang Thành lóe lên, cũng xoay người rời đi, nhưng ra khỏi cửa chính công xã, căn bản là không thấy Lục Lương Châu và Cố Minh Đường. Bọn Cố Minh Đường ngồi máy kéo về. Tuy rằng Lục Lương Châu cảm thấy Cố Minh Đường vẫn là Cố Minh Đường kia, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi rơi vào trên người cô. Giống như lúc tới ngồi xe ngựa, trong đôi mắt kia là mới lạ không che giấu được. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng thấy qua xe ngựa, thậm chí còn muốn đi kéo đuôi ngựa, lần này là tò mò nhìn lão ngũ cái máy kéo này, nóng lòng muốn thử, giống như muốn đem lão ngũ đạp xuống nàng tới lái đồng dạng. Cuối cùng ngoan ngoãn ngồi xuống. Lục Lương Châu bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt. Đến cửa nhà, Lục Lương Châu sang phòng bên đón con, Cố Minh Đường lại khẩn cấp bắt đầu thí nghiệm. Quả nhiên, không gian bị kẹt ở cửa. Chỉ có đẩy ra cửa lớn nhà tranh rách nát mới có thể đi vào không gian. Hơn nữa, phải chỉ có một mình nàng ở đây. Trước kia tâm niệm vừa động đã không có tác dụng. Tận thế kích phát ra không gian đều là trưởng thành hình, nghe nói nào đó căn cứ người phụ trách dị năng không gian đã nhanh vượt qua một cái huyện thành lớn như vậy, hơn nữa, còn khai phá ra linh tuyền, người nọ đều muốn thành chúa cứu thế. Cố Minh Đường chỉ thăng một cấp. Trước mắt có hơn 50 bình phương, linh tuyền khẳng định không có, tương lai cũng quá sức, thăng cấp cần tinh hạch thế giới này không có, bởi vì đó là zombie trong đầu đồ vật. Hết chương này. Chương 6. Chúng ta cùng một chỗ về thành. Bạn đang nghe tại Truyen.Audio. Chương 6. Chúng ta cùng nhau trở về thành. Cố Minh Đường nhìn lướt qua không gian, bởi vì thiên tai bắt đầu từ thời tiết cực nóng. Hai chai nước khoáng cô bảo bối không nỡ uống hiển nhiên vô dụng. Bất quá cô sưu tầm không ít quần áo mùa đông, người lớn trẻ nhỏ đều có, lúc ấy nghĩ vạn nhất nóng xong liền lạnh, cho nên áo lót giữ ấm, áo len, áo lông, thậm chí còn có áo khoác lông chồn. Những thứ này hôm nay ngược lại là tác dụng lớn. Còn có khăn mặt, xà bông, dầu gội đầu, chờ tận thế không dùng tới tạp vật, nơi này nhưng đều là đồ tốt. Tâm tình Cố Minh Đường không tệ, lấy ra 1, 2, 3 bộ nội y giữ ấm cùng 3 cái quần bông có giãn lông dê, lại lấy ra 2 cái áo lông trẻ con mặc thoạt nhìn tương đối bình thường, suy nghĩ một chút, thả giày trẻ con trở về. Có chút đáng tiếc, đôi giày da đỏ này Lục Tuyết Nhiên mặc vào khẳng định xinh đẹp, phối hợp với áo lông, cho dù trở về thành phố A, cũng là con xinh đẹp nhất. Cô lấy đồ đạc từ không gian ra, vào phòng, xé nhãn hiệu bỏ vào trong bếp, thuận tiện đốt lửa, nhưng cuối cùng vẫn thả những thứ này trở lại không gian, chờ thu dọn sạch sẽ rồi mặc. Cố Minh Đường đổ dầu gội đầu vào một cái bình, đi tới thời đại này, trên tóc lại còn có động vật nhỏ, ghê tởm muốn chết. Lại nói tiếp, nàng xem như sạch sẽ, nhưng cũng không ngăn cản những vật nhỏ kia ở trên tóc nàng sinh con dưỡng cái. Cô đang đun nước, cửa lớn bị đẩy ra. Thì ra là Lục Lương Châu. Sau khi hắn tiến vào, mũi bất giác giật giật, trong phòng hình như có thêm một mùi thơm, là hắn chưa từng ngửi thấy, bất quá, hắn có lời nói với Cố Minh Đường. Là vừa rồi trên đường cân nhắc qua. Sở Hạnh Hoa sống chết không liên quan đến hắn, nhưng cũng nhắc nhở hắn, nếu Cố Minh Đường phạm vào ngu xuẩn, thật sự tìm chết tìm sống, hắn không sợ mất mặt, sợ chính là làm cho đứa nhỏ mất mặt. Cũng lo lắng vạn nhất thật chết, nữ nhi bảo bối của hắn sẽ hận hắn. Đứa nhỏ kia à, ngoan ngoãn xảo xảo, cực kỳ nghe lời, học được nói chuyện, câu đầu tiên gọi chính là mẹ, dù là nữ nhân kia đánh nàng mắng nàng, nhưng chỉ cần cho nàng một cái khuôn mặt tươi cười, liền cái gì đều quên. Khác với Huy, trong mắt cô, dù thế nào, mẹ vẫn là mẹ. Hắn không thể không lo lắng cảm thụ của Tuyết Nhiên. Cố Minh Đường đun nồi nước sôi, đang muốn chuẩn bị gội đầu trước, lúc này không thể không dừng lại, dùng ánh mắt hỏi Lục Lương Châu đứng ở cửa. Lục Lương Châu cân nhắc một phen, mới tối nghĩa nói, Cố Minh Đường, không ly hôn, chúng ta cùng nhau trở về thành phố. Cố Minh Đường cũng rất bất ngờ, thật vất vả cô cũng đồng ý, vì sao ngược lại anh thay đổi. Bất quá, Cố Minh Đường không cần nghĩ ngợi, không trả lời. Không gian của nàng ngay tại cửa chính của phòng tranh bị kẹt, trước khi không có cách nào, nơi nào cũng không đi. Lục Lương Châu lại ngây ngẩn cả người, trên mặt hắn lại xuất hiện một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại một mực từ chối. Anh đã lui một bước, sao cô còn hùng hổ dọa người? Lúc này đây Lục Lương Châu đi vài bước về phía Cố Minh Đường, dừng lại ở nơi cách cô rất gần, ánh mắt anh từng tấc lướt qua mặt Cố Minh Đường, dường như đang nhìn cảm xúc chân chính của cô, nhưng giọng nói lạnh lùng, cô có ý gì? Chẳng lẽ không để cho hắn mang hài tử trở về thành? Tuy rằng trở về thành cũng không tốt như A Huy tưởng tượng, nhưng hắn sẽ an bài tốt hết thảy. Vừa rồi nói rất rõ ràng, tôi không về thành với anh, một người nông thôn như tôi vào thành làm gì, tôi một không có văn hóa, hai không có công tác, còn không bằng ở nhà trồng trọt. Nhất là bối cảnh trong nhà Lục Lương Châu phức tạp như vậy, vừa là mẹ kế vừa là anh kế, còn có một chị ruột tâm lý biến thái, mới không cần tìm tội chịu. Lục Lương Châu nhìn cô chằm chằm. Được, nhưng đứa bé phải đi theo anh trước. Lúc này, bên ngoài Lục Huy đang gọi, ba, chúng ta còn đến công ty cung cấp không? Cố Minh Đường xốc nắp nồi lên, một nồi nước lớn lúc này bốc hơi nóng, tuy rằng điều kiện nông thôn không tốt, nhưng nước ở đây tùy tiện dùng. Cô cũng rất không kiên nhẫn thúc giục, em nói giữ lời, anh không cần cố ý nhấn mạnh, anh muốn ly hôn em tùy thời phụng bồi, không ly hôn cũng không sao cả, còn có con, anh muốn mang thì mang, không muốn mang cũng không sao, đi nhanh đi, A Huy gọi anh đấy. Lục Lương Châu nhíu mày, lời này làm cho người ta không thoải mái. Anh thật sự không nhìn thấu Cố Minh Đường lúc này. Nhưng tính cách cũng không phải nét mực, Lục Lương Châu xoay người rời đi, Cố Minh Đường lại gọi anh lại, trong vại nước không có nhiều nước, anh nhớ chọn nhiều một chút, buổi tối em muốn tắm cho A Huy và Tuyết Nhiên. Lục Lương Châu không quay đầu lại, đè nén cảm xúc quái dị trong lòng, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hắn ra khỏi sân, bước nhanh kéo Lục Huy cùng Tuyết Nhiên đi về phía công ty cung cấp, nhìn xem có áo thu cùng giày đầu to hay không, áo bông chưa chắc có thể có, hắn còn phải mang đứa nhỏ đi thị trấn. Coi như là không trở về Lục gia, nhưng cũng không thể để cho con của hắn ăn mặc giống như ăn xin hoa tử vào thành. Nhớ tới con khỉ bông và giày đầu to vốn không dễ mua, trên mặt Lục Lương Châu mang theo hung ác nham hiểm, vừa rồi Giang đại ca vụng trộm nói cho hắn biết, Cố Minh Đường ngu xuẩn này dĩ nhiên là chơi bài thua mất lương thực và tiền gửi ngân hàng. Rõ ràng, từng ván bài kia chính là do Lý Tiểu Thúy liên hợp với người nước ngoài thiết lập cho nàng. Bởi vì nghĩ đến những thứ này, Lục Lương Châu sắc mặt không tốt, Lục Huy ngửa đầu nhìn thấy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ba, là mẹ không đồng ý sao, các ngươi không cãi nhau à? Lục Lương Châu sờ đầu con trai, giọng nói ôn hòa, bà ấy đồng ý, bà sẽ nhanh chóng đưa các con về thành phố A. Nhìn đôi mắt to không thể tin của con trai, lại thêm một câu, đừng lo lắng, ba và bà ấy không cãi nhau. Từ khi Cố Minh Đường bị anh lay tỉnh, người phụ nữ kia liền thay đổi. Lục Huy cực kỳ mừng rỡ, đi thăm ông bà nội sao, đi xem cổng chính sao, đi ăn vịt quay sao. Nghe được đồ ăn, Lục Tuyết Nhiên ôm lấy cánh tay kia của Lục Lương Châu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào nói, ba, con muốn 7 miếng thịt. Lục Huy vẫn rất hưng phấn, ba, vậy chúng ta ở đâu, là nhà ông bà nội sao? Lục Lương Châu nhớ tới cuộc điện thoại mấy năm trước với cha, đến nay bên tai còn nhớ lại lời nói lạnh lùng của cha Lục Hoài, mọi người đều nói con là thiên chi kiêu tử, nhưng con lại bị một thôn phụ vô tri tính kế, điều này chứng minh con ngu xuẩn lại vô năng, mẹ vô cùng thất vọng với con, đã như vậy, ở lại nông thôn trồng trọt đi. Sắc mặt Lục Lương Châu hơi lạnh, cụp mắt nhìn con trai, giọng khàn khàn, không đến nhà ông bà nội, chúng ta tìm chỗ khác ở. Lục Huy suy nghĩ một chút, ba, có phải bà nội không thích mẹ không? Lục Lương Châu cũng không có ý định gạt con trai, dừng bước, ngồi xổm xuống, thẳng thắn nói, ông nội là ông nội ruột của con, bà nội không phải hôn. Lục Huy sửng sốt một chút, chớp mắt, giống như lập tức hiểu ra, ngược lại an ủi Lục Lương Châu, ba, kỳ thật hôn cũng chưa chắc đã tốt. Ví dụ như người mẹ âm tình bất định của anh. Lục Lương Châu có vẻ hợp lý, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc dặn dò, nhưng cái này hậu nãi nãi mặt ngọt ngào khổ, tâm tư quá nhiều, chúng ta sau khi trở về thành, cùng nàng tận lực ít tiếp xúc, nàng nói cái gì cũng không muốn cho là thật, ngươi còn phải bảo vệ tốt muội muội. Hết chương này. Chương 7. Trước giao ngủ mau tiền tiến cửa phí. Bạn đang nghe tại Truyen.Audio. Chương 7. Trước giao 5 hào tiền vào cửa phí. Lục Huy nhìn ba không chớp mắt, tự hồ hiểu được cái gì, thở dài một hơi, ai, vận khí hai cha con chúng ta tự hồ đều không tốt. Lục Lương Châu vốn trong lòng rất áp lực, nhưng vẫn bị lời nói của con trai làm cong khóe miệng lên. Không hề trì hoãn, ông lấy Tuyết Nhiên mang theo nhi tử bước nhanh vào đại đội cung cấp. Huyện Cừ Lâm là huyện nông nghiệp, bởi vì có một trung đoàn xây dựng thứ hai quy mô hùng vĩ, quy mô huyện thành một chút cũng không nhỏ. Ở phía tây thành phố có một nhà máy dệt lớn thứ hai toàn tỉnh. Hiện giờ tuy rằng vẫn là thời đại kinh tế kế hoạch, sửa lại cũng chưa bắt đầu, nhưng so với mấy năm trước thì lỏng lẻo hơn nhiều, nhưng dù vậy, vật tư cũng không phong phú. Trong không gian của Cố Minh Đường có không ít xà bông thơm và khăn mặt, chọn ra một ít có thể bỏ đi ký hiệu, cô muốn bán đi đổi lấy chút tiền tiêu. Cố Minh Đường cổng cành liễu vào thành phố. Bên trong chứa 50 khối xà bông thơm cùng 30 cái khăn mặt còn có kẹp tóc chờ lấy vật nhỏ. Tối hôm qua Cố Minh Đường đun 2 nồi nước nóng lớn, sau đó Lục Lương Châu chọn nước nửa đêm. Tuy rằng mọi người nghi hoặc, nhưng cũng không ai dám hỏi. Lục Lương Châu tính cách cao ngạo lạnh lùng, Cố Minh Đường càng quấy không nói đạo lý, cho nên người bình thường không tiện nói này nói nọ trước mặt bọn họ. Cố Minh Đường tắm rửa cho hai đứa bé một trận, dùng dầu gội đầu, nói là mua lung tung ở thị trấn. Lục Lương Châu chỉ nhìn cô một cái, dường như không hoài nghi. Sau khi tắm xong, dùng lược chải một trận, lăn qua lăn lại đến hơn 10 giờ, Cố Minh Đường mới xem như an tâm ngủ. Nửa đêm lúc, cảm giác trong ngực lăn vào một cái cục nhỏ, thuận tay ôm tới, chờ sáng sớm mở mắt thời điểm, trong nhà cũng chỉ có một mình nàng. Cô không ngờ mình ngủ say như vậy, bên gối đặt một tờ giấy cũng không phát hiện. Lục Huy và Lục Tuyết Nhiên bị Lục Lương Châu đưa đến trung đoàn, đoán chừng là sợ cô ta xuất thân thiêu thân. Hiện giờ binh đoàn còn chưa giải tán, Lục Lương Châu vẫn là tổng công nhân, nơi đó còn có một gian ký túc xá của hắn. Lúc gần đi, còn để 10 đồng cùng mấy loại vé trên bàn, cô không lấy tiền, bất quá lại đem vé đặt ở trong túi. Vừa nghĩ đến chuyện tối hôm qua, vừa đi thật nhanh, rất nhanh, Cố Minh Đường đã tới cửa chính của xưởng dệt. Còn chưa tới giờ tan tầm, cửa sắt lớn cũng đóng lại. Nhưng Cố Minh Đường cũng không phải đến xưởng dệt. Từ nơi này đi vòng qua, có một mảnh nhà trệt, nơi đó có một khu giao dịch lén lút, cũng là chợ đen niên đại văn thường xuyên nhắc tới. Là phát hiện tháng trước khi đi thị trấn ăn bậy mua bạ. Một đường thuận lợi đến đầu ngõ nhỏ, canh chừng chính là một thiếu niên nhỏ gầy, đội mũ bông rách, hai tay cắm ở trong ống tay áo bông lộ ra, lông mi đông lạnh đều là sương trắng, thấy có người đến, ánh mắt híp híp, à, đây không phải là của đại đội lĩnh Tây sao? Trong tay có tiền, lá gan tặc lớn, tính tình không tốt. Muốn mua nhiều một chút, còn đeo giỏ. Sau đó vươn tay, lòng bàn tay hướng lên, quản Cố Minh Đường đòi tiền. Cố Minh Đường lại nói, đợi lát nữa trả tiền cho anh. Vì sao? Thiếu niên nhất thời không vui. Muốn đi vào, trước đóng 5 hào phí vào cửa. Cố Minh Đường mở giỏ ra, anh xem mấy thứ này của em, các anh có muốn không? Xà bông thơm trong giỏ là giấy dầu in hoa, khăn mặt là cầu vồng, còn có kẹp tóc và dây buộc tóc, còn có mấy chai kem dưỡng da. Những thứ này là cô quét tới ở một siêu thị mỹ phẩm cỡ lớn. Nàng vừa lúc thăng cấp không gian, liền thuận tay thu hết những gì có thể thu. Nhưng sau đó mỗi lần nhìn đều cảm thấy phiền lòng, nếu giả bộ đều là nước và lương thực thì tốt biết bao. Nhưng hôm nay nhìn lại, nếu thật sự là một không gian nước, đó mới là thật phiền lòng. Thiếu niên mỗi thứ đều nhìn một chút, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng làm 2 năm, nhãn lực thấy cũng luyện được, đè xuống kinh hỉ trong lòng, làm bộ chậm rãi hỏi, ngươi đây là từ nơi nào mua được? Xà phòng thơm mùi đặc biệt dễ ngửi, bề mặt nhẵn nhụi bóng loáng, hình dạng khác nhau, màu sắc cũng nhiều loại, mỗi người đều giống như tác phẩm nghệ thuật. Khăn mặt càng là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua chất lượng cùng đa dạng, sờ lên mềm mại, cùng hiện tại bán khăn mặt một chút cũng không giống nhau. Chớ nói chi là, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp mắt như vậy kẹp tóc cùng hoa trên đầu. Chỉ có một nam hài hắn nhìn cũng đẹp mắt, chớ nói chi là những đại cô nương tiểu tức phụ kia. Nhận được tay, khẳng định dễ bán. Mấy ngày trước ở thành Tây gặp được mấy người của một công ty ngoại thương ở phía Nam. Lúc ấy trong tay có tiền, nhìn đẹp mắt liền trực tiếp bao trọn. Này không, chồng ta trở về liền mất hứng, chê ta mua quá nhiều phá sản, không có biện pháp, ta đành phải bán đi, ngươi cũng đừng có nét mực, thứ này thị trấn chúng ta không có, tỉnh thành cũng hiếm thấy, coi trọng chúng ta thương lượng giá cả, chướng mắt đừng làm chậm trễ ta. Thiếu niên ánh mắt lóe lên, hắn như thế nào không nghe nói thành Tây tới cái gì phía Nam người đâu. Cũng không nghĩ tới Cố Minh Đường không che giấu. Nhưng những thứ này, hắn đích xác chưa từng thấy qua. Bán thế nào? Cố Minh Đường nói giá cả, xà bông thơm 5 mao một khối, khăn mặt 1 nguyên 5, kẹp tóc cùng đầu tốn 6 mao tiền một cái, một chai kem dưỡng da 1 nguyên 5, co kè mặt cả một phen, lấy giá cả song phương hài lòng mặt ngoài không vui thành giao. Tổng cộng bán được 110 tệ. So sánh với giá cả và tiền lương hiện tại, không chịu thiệt nhưng cũng không chiếm được tiện nghi. Dù sao những thứ này của nàng được xưng là tinh phẩm. Bọn họ lúc này đang ở chợ đen, trong phòng bày không ít đồ, người không nhiều, nhưng đều có nhu cầu. Người ngoài cũng không buông. Nhưng bởi vì không cần vé, mỗi thứ đều rất đắt. Cố Minh Đường cũng không có ý định ở chỗ này mua đồ, đến đây chính là muốn đổi tiền tiêu. Phải biết rằng, cô chính là thiếu nợ nước ngoài hơn 100 đồng. Bất quá lại nhìn trong phòng áp thủy giếng đến hứng thú, vật này nàng trong trí nhớ có ấn tượng, lại không biết dùng như thế nào, liền tìm vừa rồi thiếu niên kia. Vừa rồi nhìn thấy hắn đem đồ đạc đều cầm đi một gian phòng khác, mơ hồ nghe được trong phòng kia có người nói chuyện, hiển nhiên đây là một nhóm nhỏ. Cố Minh Đường tò mò cầm lấy tay cầm lạnh lẽo của giếng nước, phát hiện hình như phía dưới có lực hấp dẫn, nhưng không có nước, cô nhìn vào bên trong, là vòng tròn cao su màu đen. Đúng lúc này, thiếu niên từ trong phòng đi ra, thấy Cố Minh Đường chơi giếng nước, liền đi tới, "Chị Cố, không thấy thứ gì hợp ý sao?" Cố Minh Đường lắc đầu, lại chỉ vào giếng nước hỏi, "Cương tử, mùa đông có thể ở trong phòng đào loại giếng này không?" "Có thể a, chỉ cần có ống thép có tiền là được." Thiếu niên Cương tử trong lòng đang tính toán đâu rồi, tuy rằng những thứ kia giá cả có cao có thấp, nhưng thắng ở đồ tốt, khẳng định không khó bán, vừa ra vừa vào ít nhất có thể kiếm 20 nguyên. Sau đó đại ca rút 5 đồng, chính hắn có thể kiếm 15 đồng. Nói như vậy, năm trước có thể gom đủ tiền mang muội muội từ nhà đại bá dọn đi. Cương tử nhớ tới lời Cố Minh Đường vừa nói, liền thấp giọng hỏi, "Chị Cố, trong nhà chị còn không?" "Có chứ." Cương tử nở nụ cười, "Năm đó học thuộc một nhóm, chúng ta trả cái giá này, ta nói với ngươi, trong tay có hàng nhanh chóng ra tay, thứ này, về sau chưa chắc đều là hàng khan hiếm, sẽ càng ngày càng nhiều." Hết chương này. Chương 8. Không mua không có khả năng nhìn. Bạn đang nghe tại Truyen.Audio. Chương 8. Không mua không thể xem. Cố Minh Đường từ chối cho ý kiến, lại tò mò hỏi, "Giếng này sao lại ra nước?" Chỉ thấy Cương tử từ trong thùng phía dưới múc ra một gáo nước đổ vào, sau đó đè vài cái, nước liền từ cửa ra ào ào chảy ra. Cố Minh Đường mặt mày thoải mái triển khai, cái này thật không tồi, không cần đi gánh nước. Cùng Cương tử quyết định giúp đỡ liên hệ đào giếng sư phụ, giá cả tùy hành tùy thị, sau đó lại cùng Cương tử nói địa chỉ, để cho hắn trực tiếp đi lấy hàng, nàng không tiện tới. "Đúng rồi, nếu có trứng gà ngươi giúp ta thu điểm, giá cả ngươi xem qua." "Cương tử, trứng ngỗng được không?" "Được a." Sau khi thỏa thuận xong, Cố Minh Đường đeo giỏ không đi đến cửa hàng bách hóa số 1. Dạo qua một vòng, phát hiện thật đúng là có đứa nhỏ đi giày đầu to, bất quá chỉ còn một đôi, tối hôm qua cô so đo chân hai đứa nhỏ, bảo nhân viên bán hàng lấy giày ra cho cô xem. Không ngờ chị nhân viên bán hàng tính tình không tốt, quát lớn, "Không mua không thể xem." Từ trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn Cố Minh Đường một cái, một cô gái thôn quê còn cõng cái giỏ, quê mùa, bộ dạng đẹp mắt cũng vô dụng, chính là mệnh xuống đồng làm việc. Cố Minh Đường biết thái độ phục vụ của nhân viên bán hàng thời đại này không tốt, huống hồ, người từ tận thế tới, thấy nhiều người còn ghê tởm hơn thế này, liền không coi ra gì, tiếp tục tốt tính nói, "Đồng chí, tôi muốn mua, nhưng anh phải lấy ra cho tôi xem, vạn nhất con nhà tôi không mặc được thì sao?" Nhân viên bán hàng nhìn thoáng qua Cố Minh Đường, giống như thường ngày đem đồ vật ném ở trên quầy, cũng giống như thường ngày tức giận nói, "Rửa tay chưa, cũng đừng cho sợ sống chết." Giọng nói bất thình lình làm Cố Minh Đường hoảng sợ, cô cũng mất hứng, "Anh đánh ai vậy, lời nói còn khó nghe như vậy, đây là thái độ gì?" "Thái độ này của ta làm sao vậy, ta liền đánh ngươi đây, làm sao vậy?" Đại tỷ nhân viên bán hàng uy phong rất nhiều năm, dân chúng nào đến chỗ nàng mà không khúm núm nịnh nọt lấy lòng. Cố Minh Đường đặt tay lên quầy thủy tinh, âm thầm dùng sức, thiếu chút nữa đạt được hiệu quả mong muốn. Cô nhìn chằm chằm chị cả nổi giận đùng đùng, khiêu khích nói, "Chị có bản lĩnh thì ném em một lần nữa." Mọi người vây quanh, nơi này lập tức náo nhiệt hẳn lên. Chị nhân viên bán hàng cảm thấy hôm nay nếu bị một cô thôn nữ hù dọa, vậy về sau liền xong đời. Cô xách giày đầu to lên, rầm một tiếng ngã xuống, miệng kêu to, "Em ném anh có thể làm gì?" Vừa dứt lời, một tiếng nổ tung vang lên, thủy tinh quầy răng rắc toàn bộ vỡ nát, bên trong quầy bày từng chồng vớ cùng găng tay bảo hiểm lao động. Lúc này, phía trên tất cả đều là thủy tinh vỡ. Chung quanh thoáng chốc một mảnh yên lặng, dự định mua đồ hoặc là xem náo nhiệt, lúc này đều ngây ngẩn cả người. Cố Minh Đường cười hiếp mắt, "Không thể sao, anh thích ngã thì ngã, dù sao cũng là đồ của nhà nước, vợ cũng không cho anh bồi thường, đúng rồi, kê đơn cho em, đôi giày đầu to này em muốn. Nhân viên bán hàng sững sờ tại chỗ, không thể tin nhìn mảnh thủy tinh vỡ. Ai nói không bồi thường, nàng phải bồi thường. Mà đúng lúc này, Cố Minh Đường nghe được bên ngoài đám người có tiếng sữa nhỏ quen thuộc, giống như bị ai bịt miệng, không khỏi quay đầu, liền thấy Lục Huy kéo Lục Tuyết Nhiên, còn rõ ràng nghe được Lục Huy vừa đi vừa nói, con nhìn lầm rồi, đó không phải là mẹ, mẹ ở nhà ngủ ngon, chúng ta đi nhanh lên, con gọi nhầm mẹ rồi, vạn nhất người phụ nữ kia đánh con thì làm sao bây giờ, đi mau. Giày của hai đứa nhỏ vẫn không theo chân, đá đạp đạp, nhìn có chút đáng thương. Nhưng con thỏ nhỏ Lục Huy này, thật sự là một bụng tâm nhãn, không phải nhận lầm người a, hắn là sợ mất mặt. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng Cố Minh Đường vẫn không yên tâm, cũng mặc kệ chị nhân viên bán hàng há hốc mồm kia, cô chen ra khỏi đám người, liền thấy Lục Lương Châu trong tay mang theo túi vải buồm, mang theo hai đứa nhỏ rời đi. Cũng may nơi này người nhiều lắm, Lục Lương Châu mang theo hai đứa nhỏ xuống lầu, cũng không thấy nàng ở trong đám người. Cố Minh Đường lại cầm lấy giày đầu to mới phát hiện, khó trách Lục Lương Châu không mua, giày này có tật xấu, một lớn một nhỏ, cũng khó trách không muốn cho người ta nhìn, nhất định là sai lầm của người phụ nữ này. Cố Minh Đường, đại tỷ, quanh năm suốt tháng bang bang ngã, chính là cái tấm sắt cũng có thể ngã ra hố, chớ nói chi là thủy tinh, ngươi nếu không thích công tác này cũng đừng làm, để cho có thể chân chính vì nhân dân phục vụ người đến, ngươi cái này chiếm hầm cầu không tính, còn đảm đương quấy phân côn, thật sự là cho đệ nhất bách hóa cửa hàng toàn thể công nhân viên chức mất mặt, còn có giày này, đừng bày ra lừa gạt người, một lớn một nhỏ để cho hài tử làm sao mặc. Nói xong, nhặt giỏ trên mặt đất lên, thảnh thơi trên lưng, thật giống như đeo một cái túi xách hàng hiệu đi về phía trước. Đám người có người nhỏ giọng nói, cô gái này nói thật có đạo lý. Thái độ của nhân viên bán hàng này rất kém, mua một đôi găng tay cũng bị rơi bóp bóp. Hôm nay đến lượt cô ta xui xẻo, tôi cũng không tin làm vỡ kính không bồi thường. Nghe nói cô ấy có quan hệ thân thích với quản lý. Xoẹt. Đại tỷ nhân viên bán hàng rốt cục phản ứng lại, hỗn hển hô, người kia, người đứng lại cho ta. Cố Minh Đường tiếp tục chậm rãi đi, lười để ý đến cô. Cũng là trùng hợp, quản lý cửa hàng thật đúng là tới. Bởi vì có người cùng hắn chào hỏi, chung quản lý, đến thị sát công tác a. Quản lý chung mặc trang phục cán bộ, khoác áo khoác quân đội, chắp tay sau lưng, rụt rè gật đầu với ông lão đang nói chuyện với ông ta. Cố Minh Đường dừng bước, sau đó trực tiếp cáo trạng, quản lý chung, tôi phải phản ứng với ngài một chuyện. Chung quản lý vẫn là lần đầu tiên gặp phải cùng hắn phản ánh vấn đề, vẫn là trước công chúng dưới, một loại sứ mệnh cảm tự nhiên sinh ra, liền nghiêm túc nói, ngươi nói. Cố Minh Đường chỉ chị gái nhân viên bán hàng không thể tin nhìn cô, nhưng mà, chị phải nhìn cửa kính trước đã, bị cô ấy đập vỡ rồi. Chờ Cố Minh Đường đi ra, tự nhiên không thấy ba người Lục Lương Châu. Cô híp mắt, tòa nhà này sớm nhất là kiến trúc của người Nga, bên ngoài rất đặc sắc, chất lượng cũng không cần phải nói, vị trí địa lý còn tốt, chờ cô có tiền, liền đem nơi này mua lại, đổi thành siêu thị lớn. Về phần người bán hàng kia, lúc này đang khóc nhè. Chẳng những phải bồi thường tiền thủy tinh, còn bị quản lý chung phê bình một trận, phỏng chừng lần sau cô đến mua đồ, chỉ định cũng không thể bán cho cô. Cố Minh Đường cảm thấy cũng không trách cô. Một nhân viên bán hàng, người cho bạn quyền nói xấu khách hàng. Xem ra, thay đổi vẫn là có đạo lý. Ít nhất, để cho những người này đem hai chữ phục vụ chân chính để ở trong lòng. Cố Minh Đường theo đám người trốn đi, thật trùng hợp, liền nhìn thấy cách đó không xa Lục Tuyết Nhiên kéo tay Lục Lương Châu, khóc sướt mướt không biết nói cái gì. Lục Huy ủ rũ đi theo một bên không lên tiếng. Ba cha con kia lại lần nữa tiến vào cửa hàng bách hóa thứ nhất. Suy nghĩ một chút, Cố Minh Đường vẫn rời đi, cô biết nhất định là Lục Tuyết Nhiên chưa từ bỏ ý định muốn quay đầu lại tìm mẹ, Lục Huy nói dối đây là chưa từng lay chuyển em gái. Hết chương này. Chương 9. Thiết lập ván cục. Bạn đang nghe tại Truyen.Audio. Chương 9 thiết lập cục diện. Cố Minh Đường đến cửa hàng thực phẩm phụ mua một bao kẹo quýt, 2 cân thịt, 3 chỉ, trứng gà cũng muốn vé, cô chỉ có thể mua nửa cân trứng gà, lại mua mấy thứ mà đại đội cung cấp không có. Sau đó, lại đi hiệu thuốc mua mấy gói thuốc trị cháy, sau khi cất kỹ, ngồi xe ngựa của Lưu đại gia trong thôn về đến nhà, lấy ra một đôi giày da bông đen nhỏ và đôi giày da đỏ nhỏ trong không gian, cộng thêm nội y giữ ấm và 4 đôi vớ, còn có 2 chiếc áo lông, tất cả đều bỏ vào trong tủ. Cốc cốc uống một chén nước nóng lớn. Cố Minh Đường làm mì trứng gà cho mình, là mì sợi tối hôm qua Lục Lương Châu lấy về. Dùng báo chí bao lấy, kém không nhiều lắm là 7-8 cân. Lại nói, tại nấu nướng của Lục Lương Châu không tệ. Món mì nóng làm tối qua có vị ngon hơn nhiều so với món cô làm. Sau khi ăn xong, cô đun một nồi nước nóng lớn, mới xem như nghiêm túc quan sát căn phòng. Cái nhà này quá đơn sơ, thật sự là liếc mắt một cái nhìn đến cùng, chỉ có 2 gian phòng, một gian người ở, một gian nấu cơm. Cũng không có đồ dùng trong nhà, chỉ có tường bắc phòng ngủ có 2 cái tủ gỗ sơn đỏ, tường tây là một cái bàn bát tiên, trên tường là bức họa vĩ nhân, trên giường có một tấm chiếu lau sậy. Vách tường và nóc nhà trong phòng chẳng những loang lỗ một mảnh, còn đen thui, thật sự là vừa cũ vừa rách. Nhưng hiện tại không thể lật nắp, sau khi vạn động, không gian của nàng chạy thì làm sao bây giờ? Nhớ tới điều này, cô đứng ở cửa, thừa dịp ở nhà một mình, vào không gian, bắt đầu kiểm kê đồ đạc trong không gian. Không gian là diện tích hơn 50 mét vuông, cao 2 mét, kệ hàng cô thu được đặt ở 4 phía, ở giữa chất không ít trương, nát 7-8 tệ cái gì cũng có. Cô kiểm kê băng vệ sinh một chút, hình như có thể dùng đến ngày có thể mua được trên thị trường. Trong góc phía đông còn chất rất nhiều bông và chăn. Còn có những đồ dùng trên giường khác, đều là thu ở một cửa hàng dệt. Trước kia không muốn đi vào, hiện tại nhìn mấy thứ này, đó đều là một đống tiền a. Cố Minh Đường cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài, vào nhà liền bắt đầu tháo đệm chăn, xong đem mặt chăn cùng bao gối đều ngâm vào trong chậu gỗ lớn tràn đầy nước nóng, bao bông bên trong thật ra thì không sao, đạn một cái hoàn toàn có thể dùng, có thể bảo đảm không chừng bên trong có cái kia, cho nên, Cố Minh Đường ông bao bông ra bên ngoài, ném ở trong đống tuyết bên cạnh phòng, đông chết một vật nhỏ. Sau đó chính là chà sát một trận, nàng khí lực lớn, đem chăn đơn đều vắt khô, tạm thời phơi ở bên ngoài. Quay người lại một cái, liền đông cứng bang bang. Gọi một chút, còn có thể nghe được tiếng vang. Sáng nay Cố Minh Đường mặc bên trong đều là quần áo của mình, vừa rồi lật một chút, nguyên thân kỳ thật cũng không nhiều, dùng bao quần áo bọc kỹ, hết thảy đặt ở trong nhà kho phía tây. Mắt thấy trời sắp tối, cô chuẩn bị đi tìm Thúy. Lý Tiểu Thúy là con dâu lớn của Ngô Gia, lớn hơn nàng vài tuổi. Ngay từ đầu, cô mang theo Cố Minh Đường chơi vài lần, sau khi nếm được ngon ngọt, Cố Minh Đường liền đi tìm anh trai Cố Khánh Sơn cũng thích chơi. Tưởng rằng sẽ thắng, nào nghĩ tới hai người cộng lại thua hơn 800. Cố Khánh Sơn hiện tại cũng đánh hơn 100 đồng giấy nợ. Hai người cộng lại vừa vặn 300 đồng. Dựa theo giá cả của thời đại này, đây chính là một khoản tiền lớn. Nhà họ Cố rất nghèo, cô cũng không có việc làm, chủ nợ Lý Tiểu Thúy dám cho hai người bọn họ vay tiền. Chẳng lẽ bởi vì sau lưng Cố Gia có Lục Lương Châu? Còn nữa, Thúy cũng là một thôn phụ, nhà mẹ đẻ cũng không giàu có, bản thân nàng có tiền như vậy sao? Đang nghĩ ngợi, Lý Tiểu Thúy thò đầu vào sân. Cố Minh Đường cũng không cho cô vào nhà, không đợi Lý Tiểu Thúy nói chuyện, Cố Minh Đường kéo cô qua đè thấp giọng, Lục Lương Châu nhà tôi đã trở lại, anh ấy còn chưa phát hiện chuyện tiền gửi ngân hàng thua sạch, cũng không biết tôi cho anh mượn tiền, tôi không nói ai, anh trai tôi chỗ đó anh cũng yên tâm, lương thực tôi cũng nói dối là vì vào thành mới bán. Chờ một chút. Lý Tiểu Thúy ngăn lại. Sao vậy? Lý Tiểu Thúy nhìn Cố Minh Đường, muốn nói phẩm hạnh, 10 dặm 8 đồn sẽ không tìm được ai đáng ghét hơn cô. Muốn nói diện mạo, 10 dặm 8 đồn cũng không tìm được người nào đẹp hơn cô. Lông mày như trăng non cong cong, mắt như nước thu dịu dàng, hơn nữa màu da là màu trắng nõn cùng nhẵn nhụi hiếm thấy của người nông thôn, tóc rậm lại đen nhánh, điển hình mặt trái xoan, không có lệ khí. Cố Minh Đường cười rộ lên xinh đẹp làm cho người ta dời không khỏi tầm mắt. Lý Tiểu Thúy cảm giác có chỗ nào không thích hợp, lại cảm thấy hôm nay Cố Minh Đường làm cho ánh mắt ghen tị của cô đều đỏ lên, nhất là hai chữ vào thành. Nhớ tới người nọ dặn dò, nàng vội nói, ngươi muốn cùng Lục Lương Châu vào thành. Đúng nha, cho nên, thừa dịp Lục Lương Châu không ở nhà, ta muốn đem tiền vốn vớt trở về, còn có thiếu nợ tiền của ngươi phải trả lại cho ngươi, bất quá, trong tay ta không có tiền, ngươi nếu có thể cho ta mượn, đêm nay chúng ta lại chơi một phen lớn, ta đem đại ca của ta cũng tìm đến, ta cũng không tin, chúng ta còn chơi không lại mấy cái kia người ngoại quốc. Cũng không biết là nội dung vở kịch cần hay là cố ý hạ trí, dù sao trước mắt không ai biết Lý Tiểu Thúy còn cho anh em Cố Gia mượn nhiều tiền như vậy. Cố Minh Đường trong mắt lộ ra không cam lòng cùng tham lam quan, thở dài một hơi, ai, đoán chừng ngươi cũng không có tiền, đi không được đi. Có thể, hôm nay anh tìm em chính là vì chuyện này, em chờ tín nhi của anh, liên lạc xong anh tìm em. Nhớ tới chuyện vẫn chưa làm được kia, Thúy nóng lòng muốn thử. Lần này cam đoan Cố Minh Đường sẽ thua cả cô cho mấy người ngoại quốc kia. Về phần Cố Khánh Sơn, lần này thật đúng là không thể dẫn hắn đi. Vì thế, nàng dặn dò, bất quá lần này đừng mang theo đại ca ngươi, có nghe thấy không? Vì sao chứ? Lần này chơi vẫn là mấy lão nương, dẫn hắn làm gì? Cố Minh Đường chỉ do dự một chút, liền thúc giục, anh mau liên lạc đi. Lý Tiểu Thúy đè nén hưng phấn, chờ việc này làm xong, người nọ chẳng những cho mình 200 tệ, còn an bài nàng đi xưởng dệt trong thành làm công nhân. Cố Minh Đường híp mắt, cảm giác chuyện nguyên thân làm đều là hố, không xử lý tốt sớm muộn gì cũng bị nổ, khi đó càng khó nói. Ngẫm lại, đúng là rất đáng ghét. Còn không bằng nguyên thân nhu nhược vô năng dễ kết thúc đây, ngươi nhìn xem, lá gan này lớn bao nhiêu, liền Lục Lương Châu đi công tác một tháng này, chơi bài, phóng hỏa, cái nào không phải là chuyện trái pháp luật. Cố Minh Đường lặng lẽ ra khỏi sân, nông thôn phương Bắc đất rộng người thưa, nhà xây đều là độc môn độc viện, cơ bản không có ngõ nhỏ, muốn theo dõi cũng không dễ theo dõi, nhất là đi trên tuyết còn kêu xèo xèo. Bất quá, nàng vẫn thấy được phương hướng Lý Tiểu Thúy đi không phải Ngô Gia, mà là Tri Thanh Điểm. Tri Thanh Điểm, nữ chính Hàn Á Nam sống lại. Ban đầu Tri Thanh có mười mấy Tri Thanh, hiện giờ có một bộ phận trở về thành phố, có hai người thi đậu đại học, trong đó một người chính là Hàn Á Nam, người kia đã đi, mà Hàn Á Nam chuẩn bị cùng đi với Lục Lương Châu. Hiện giờ nơi đó hình như chỉ có ba người. Cố Minh Đường đi theo từ xa, Lý Tiểu Thúy căn bản không ngờ cô lại bị theo dõi. Cho nên, chờ xác định Lý Tiểu Thúy vào Tri Thanh, Cố Minh Đường liền trở về nhà. Kiên nhẫn đợi một giờ, lúc sắc trời tối đen, Lý Tiểu Thúy tới. Hết chương này. Chương 10. Cho tiền tiết kiệm cùng lương thực một cái công đạo. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 10. Cho tiền gửi ngân hàng cùng lương thực một cái công đạo. Lần này Lý Tiểu Thúy vào phòng, cô đưa cho Cố Minh Đường 300 tệ, Cố Minh Đường thống khoái viết giấy nợ, cô bắt chước dáng vẻ ầm ĩ của Cố Minh Đường trước đây thoải mái lừa gạt Lý Tiểu Thúy, hai người hẹn nhau, ăn cơm tối xong liền xuất phát. Thúy không nghi ngờ có hắn, vui vẻ rời đi. Cố Minh Đường không biết tiền này là ai đưa cho Lý Tiểu Thúy, nhưng nghĩ đến, đêm nay nên có đáp án. Cô thừa dịp bóng đêm đến sở trị an bộ phận lớn, tìm được công an Tôn Trực Ban, đầu tiên là thừa nhận sai lầm của mình, nói là muốn mang tội lập công, đêm nay có thể cùng cô đi bắt người hay không. Mấy ngày nay công an Tôn đang lo lắng. Phía trên có nhiệm vụ, nhưng là hắn thủ hạ không ai, chỉ bắt một đám chơi bài, tổng cộng còn không tới một nguyên tiền. Cái này vừa ra tay chính là 300 nguyên, tham dự có bản địa còn có ngoại hương, động tĩnh này không nhỏ. Anh chắc là tối nay bọn họ đều có thể đi. Chỉ cần em đi, bọn họ cam đoan có thể đi. Cố Minh Đường rất tự tin. Vì sao vậy? Công an Tôn nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ cô còn là người dẫn đầu? Bởi vì chồng tôi là Lục Lương Châu. Tôn công an hơi yên lòng, nhìn Cố Minh Đường dưới ánh đèn lờ mờ, thăm dò nói. Cô chơi cũng rất vui vẻ, vì sao phải bắt bọn họ, hơn nữa, thật muốn bắt, chuyện trước kia của cô cũng chạy không thoát. Cố Minh Đường bỗng nhiên lại lộ ra thần sắc phẫn hận, công an Tôn, không giấu gì anh, tôi là bị Lý Tiểu Thúy tính kế, người phụ nữ kia chính là cố ý dẫn tôi vào hố, thật muốn bắt được người, các anh thẩm vấn cho tốt, nhà mẹ đẻ Lý Tiểu Thúy cô ta cũng không có tiền, sao cô ta có thể có 600 tệ cho tôi mượn chứ? Tự hồ sức mạnh của đại thần trong kịch bản bị suy yếu. Vừa rồi đầu óc công an Tôn còn có chút không rõ ràng bỗng nhiên sáng tỏ, khó trách anh ta nghe nói như thế, cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Thì ra vấn đề nằm ở 600 tệ của Thúy. Anh bảo Cố Minh Đường đừng hoảng loạn, đi theo Lý Tiểu Thúy, kế tiếp anh sẽ sắp xếp, nhưng hy vọng Cố Minh Đường mạnh mẽ phối hợp, đừng cái gì cũng không uổng công đi một chuyến. Cái này, Cố Minh Đường rất biết. Cô trở về nhà. Nhìn từ xa nhà tranh tối như mực, tờ giấy Lục Lương Châu để lại nói là 3 ngày sau về nhà, Cố Minh Đường mừng rỡ thanh tĩnh, cũng vừa vặn giải quyết chuyện này. Không có rảnh thông qua, không biết Lục Lương Châu khi nào thì đưa đứa nhỏ trở về thành phố. Nhưng nàng hy vọng trước khi Lục Lương Châu đi, đem chuyện này làm rõ ràng, cho tiền gửi ngân hàng cùng lương thực một cái công đạo. Cô kiên nhẫn chờ Thúy. Mùa đông ở phương Bắc, Ban đêm tới rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt bóng đêm liền thổi quét thiên gia vạn hộ. Đại viện quốc khoa thành phố A, lúc này ánh đèn vàng theo thứ tự sáng lên, lốm đốm, làm cho bóng đêm lạnh lẽo tăng thêm mấy phần ấm áp. Phía bắc đường cái có một tòa nhà 3 tầng gạch ngói đỏ ánh đèn sáng ngời. Lục Hoài cầm trong tay phiếu điểm các môn của Lục Lương Châu, sắc mặt bình tĩnh, cũng không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Con riêng Lục Viễn Kỳ đứng một bên, cười nói, Lương Châu thành tích rất tốt, ta vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Mẹ của Lục Viễn Kỳ là Trương Trân cũng khen, tuy rằng cưới vợ nông thôn, còn có 2 đứa con, nhưng cũng không ảnh hưởng đến thành tích, đứa nhỏ này thân ở nghịch cảnh, nhưng vẫn cố gắng phấn đấu, quả thật không làm cho lão Lục thất vọng. Vợ của Lục Viễn Kỳ là Thẩm Uyển từ trên lầu đi xuống, ông một đống đồ, nghe được những lời cưới vợ nông thôn này, ngực trầm xuống, nghẹn ngào nói không nên lời. Lục Viễn Kỳ vội vàng nhận lấy, Thẩm Uyển lấy lại tinh thần, chậm rãi nói, đây là quần áo em tìm được cho con nhà Lương Châu, cơ bản đều là các chú dì mua cho Tiểu Nam và Tử Kỳ, còn chưa mặc qua đâu. Trương Trân tốt bụng nhắc nhở, điều kiện vệ sinh nông thôn không tốt, những người nông thôn kia cũng không thích sạch sẽ, rận bọ chét không thể thiếu, các cậu nhớ mang chút thuốc qua đó. Lục Viễn Kỳ gật đầu, những gì nên mang tôi đều mang theo. Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên mặt cha dượng, nhìn hắn vẫn bình tĩnh như cũ, cũng có chút đoán không chính xác, bất quá vẫn là nói, cha, ngài còn có lời gì muốn mang cho Lương Châu sao? Lục Hoài trầm mặt không nói. Trương Trân oán trách, có chuyện gì, cha con gặp mặt rồi nói cũng không muộn, đúng rồi, dọc đường đi con và Thẩm Uyển cũng phải chú ý an toàn, nghe nói trên đường phương Bắc đều là tuyết lớn không dễ đi. Chúng ta không có phòng dư thừa cho cô ấy ở, hơn nữa, cô ấy chắc chắn vừa lười vừa bẩn thỉu, mấy thứ này cô ấy cũng chưa từng thấy qua, cô ấy biết dùng nhà vệ sinh sao, cô ấy biết dùng bếp gas sao, đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ bị cô ấy làm cho lộn xộn, nghe nói người nông thôn 1 năm cũng không tắm 1 lần, đến lúc đó mùi vị trong phòng chúng ta không được hung đến 2 đứa trẻ sao. Nàng cơ hồ là Lục Hoài nhìn lớn lên, hôm nay lại thành con dâu, tự nhiên hòa thân khuê nữ không kém nhiều lắm, cho nên, nói chuyện từ trước đến nay là không biết giữ mồm giữ miệng. Lục Hoài rốt cục mở miệng, hỏi Thẩm Uyển. Vậy em nói phải làm sao bây giờ? Giọng Thẩm Uyển rất lạnh. Ly hôn. Sắc mặt Lục Viễn Kỳ thay đổi, Uyển Nhi, nàng nói bậy bạ gì vậy? Trương Trân cũng mất hứng, Lục Lương Châu sao có thể ly hôn với người phụ nữ nông thôn kia chứ? Không thể, tốt nhất là cả đời cùng một chỗ khóa chặt, kỳ thật tốt nhất là vĩnh viễn đừng trở về. Như vậy, tất cả mọi thứ của Lục gia đều là của bà và con trai và 2 đứa cháu gái. Đáng tiếc a, vậy mà còn khôi phục thi tốt nghiệp trung học, Lục Lương Châu vậy mà còn lấy hạng nhất thành tích thi vào quốc khoa đại học, hắn chính là cố ý tới cho nàng ngột ngạt. Ánh mắt âm lãnh quét qua Thẩm Uyển, đừng tưởng rằng không biết tiểu tâm tư của nàng, lui mà cầu thứ hai, ha ha, nếu như không phải nhi tử thích, nàng chết cũng sẽ không để cho Thẩm Uyển vào Lục gia môn. Nắm chặt tay, Trương Trân tận lực làm cho mình cười hiền lành, Uyển Nhi, cái này không thể được, Lương Châu và cô ấy đã có 2 đứa con, làm sao có thể nói ly hôn là ly hôn chứ, sẽ không sao, em tới dạy cô ấy, trên đời không có người ngu xuẩn, dạy cô ấy cũng học được. Thẩm Uyển cắn răng không nói lời nào, đáy mắt lóe lên ám quang. Đúng vậy, cô ấy sẽ dạy cô ấy. Nàng nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng. Lục Hoài thu hồi phiếu điểm, mẹ cậu nói rất đúng. Sẽ không đi học, hơn nữa đứa bé còn quá nhỏ, không thể không có mẹ ruột. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lục Viễn Kỳ và Trương Trân đều thay đổi. Bất quá, Trương Trân lập tức nở nụ cười, ôn nhu nói, đúng rồi, lão Lục à, mai anh ban ngày gọi điện thoại tới, cô ấy nói cô ấy muốn đi theo. Lục Hoài cau mày, con gái lớn của anh cũng hơi đau đầu, vẫy tay, 2 chiếc xe đâu, con bé thích đi thì đi đi. Hơn nữa, có đại tỷ cùng đại ca tự mình đi Bắc Đại Hoang đón hắn, thằng nhóc kia nên bớt giận đi. Lục Hoài ôm ngực, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thẩm Uyển trên lầu thấp giọng nói với Trương Trân, mẹ, chị cả nói chị ấy có thuốc trị cháy và dầu gội đầu tốt nhất, mẹ chuẩn bị không được, mùi vị lớn, không tốt cho sức khỏe, chị ấy nói với con không cho mẹ bỏ vào. Hết chương này.